Chương 2500, Hồng Chiến. Hồng Chiến, Quang Minh Thánh Nữ nhìn thấy Hồng Chiến phía sau, cũng là không khỏi hơi nhướng mày. Nàng biết Hồng Khánh ca ca Hồng Chiến chính là Nguyên Thủy Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng biết Hồng Khánh chết Hồng Chiến chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhưng cũng không nghĩ tới Hồng Chiến dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra Hồng Chiến nhất định là có bí pháp nào đó, có thể khóa chặt sát hại Hồng Khánh hung thủ. Lăng Tiêu, hắn là Hồng Chiến. Nguyên Thủy Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là Hồng Khánh ca ca, lần này chỉ sợ là tới tìm ngươi trả thù. Quang Minh Thánh Nữ truyền âm cho Lăng Tiêu đạo, đem Hồng Chiến thân phận nói một lần. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi chính là Hồng Khánh tên phế vật kia ca ca. Hồng Khánh tên phế vật kia thực lực không đủ, còn dám ở trước mặt ta hung hăng, tự tìm chết thôi. Tu vi của ngươi đổ cũng không tệ lắm, nói như vậy ngươi là tới tìm ta báo thù. Hắc ám Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong con ngươi tràn đầy khinh thường vẻ. Quả nhiên là ngươi giết đệ đệ của ta, ngươi nên chính là Hắc ám Ma Tông chính là cái kia Lăng Tiêu chứ. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến rồi đại thánh cảnh giới, nhưng vô luận như thế nào, ngươi hôm nay cũng phải cho em trai ta chôn cùng. Hồng Chiến trong con ngươi tràn đầy không hề che giấu chút nào sát ý. Ầm ầm ầm, quanh người hắn màu đen ma quang sôi trào mãnh liệt, trong phút chốc để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Một luồng cổ lão, nguyên thủy thần bí gợn sóng bộc phát ra, ở sau người hắn phảng phất có vô số thượng cổ thần ma chém giết cảnh tượng nổi lên, để hắn khí tức cả người lộ ra càng khủng bố. Hồng Chiến trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn căn bản không nghĩ tới Hắc ám Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy, ngăn ngắn trăm năm không chỉ chứng đạo thành thánh, lại vẫn thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến rồi đại thánh cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, nhất định chính là khoáng cổ thước kim. Càng như vậy, trong lòng hắn sát cơ lại càng nồng, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Lăng Tiêu, nơi này là Nguyên Thủy Ma Tông địa bàn, người tốt nhất một đòn giết chết. Bằng không nếu như để hắn truyền về tin tức, phiền phức của chúng ta tựu lớn hơn. Quang Minh Thánh Nữ một bên truyền âm cho Hắc ám Lăng Tiêu đạo, vừa nhìn Hồng Chiến nói ra, Hồng Chiến trưởng lão, nếu như ngươi có thể đủ thả Lăng Tiêu, chúng ta liền đem Quang Minh Đại Đế truyền thừa nhường cho ngươi, làm sao? Tiện nhân, không nghĩ tới người đường đường Quang Minh Ma Tông Thánh Nữ. Dĩ nhiên sẽ tự cam đọa lạc, cùng Hắc ám Ma Tông người hỗn cùng nhau. Quang Minh Đại Đế truyền thừa ta tự nhiên sẽ phải, nhưng các ngươi đều phải chết. Hồng Chiến trong con ngươi lộ ra một tia bén nhọn sát cơ, nổi giận nói. Ầm ầm, Hồng Chiến lăng không một trường hướng về Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đánh tới, trong lòng bàn tay ẩn chứa nóng rực ma quang, dường như muốn phá khai vùng thế giới này giống như vậy, mình mông cuồn cuộn chấn đè ép xuống. Hắn có thể đủ nhìn ra. Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ bất quá là vừa rồi đột phá đến đại thánh cảnh giới thôi, mà hắn đã là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, đối phó hai người bọn họ hẳn không phải là vấn đề gì. Nếu như có thể đem hai người này giết, là hắn có thể đủ độc chiếm Quang Minh Đại Đế truyền thừa. Vừa nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết Quang Minh Kinh, Hồng Chiến nội tâm tựu hừng hực không ngớt. Hồng Chiến, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu ngươi muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Hắc ám Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra một tia lãnh khốc sát ý nói. Quanh người hắn bóng tối vô tận bốc lên, mênh mông lực lượng bản nguyên bộc phát ra, trong phút chốc Hắc ám Thiên Luân xoay tròn, ở trong hư không tăng vọt, ẩn chứa một loại thôn vệ hết thảy sức mạnh, trực tiếp tự hướng về Hồng Chiến chấn đè ép xuống. Mênh mông cuồn cuộn cực đạo đế uy bạo phát, để tứ phương vòm trời đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể vỡ tan ra. Sương mù hỗn độn bốc lên, còn như bão táp một loại bao phủ tứ phương. Bạo phát ra cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Cái gì, ngươi làm sao có khả năng sẽ có cực đạo đế binh? Hồng Chiến sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, không khỏi điên cuồng giống lên. Ầm ầm, quanh người hắn huyết dịch như là bắt đầu cháy rừng rực một dạng, Hắc ám Thiên Luân cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng uy hiếp, để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ tử vong, nhất thời hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, quanh thân kinh khủng thánh uy bộc phát ra. Nháy mắt liền muốn phá tan Hắc ám Thiên Luân phạm vi bao phủ, chạy đi. Hắn biết hắn nếu như không trốn nữa đi ra ngoài, tựu căn bản không có cơ hội. Coi như hắn là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng đối mặt một cái không sức mẻ cực đạo đế binh, để trong lòng hắn căn bản không có bất kỳ sức mạnh. Muốn đi, hay là cho ta ở lại đây đi. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Hắc ám Thiên Luân mênh mông cuồn cuộn, như một tòa cổ lão thần bí thần sơn, đem Hồng Chiến bốn phía đường lui tất cả đều phong kín. Cái kia cỗ kinh khủng lực cắn nuốt kéo tới, để Hồng Chiến căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, nháy mắt tự bị nuốt vào đến rồi Hắc ám Thiên Luân bên trong. Vèo, vèo, Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ mang theo cơ linh nhi, tương tự là thân hình lóe lên,
tự tiến vào hắc ám thiên luân bên trong. Ầm ầm ầm, hắc ám lăng tiêu không có phát hiện là, tự ở hắn tiến vào hắc ám thiên luân thời điểm, quang minh sơn nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, bùng nổ ra cực kỳ nóng rực khí tức, trong đó phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó cùng hắc ám thiên luân hòa lẫn, mà hắc ám thiên luân xoay tròn, tản mát ra từng đạo hắc ám sương mù, ở quang minh sơn bốn phía tràn ngập ra. Hắc ám cùng quang minh va chạm, không như trong tưởng tượng bạo phát, trái lại như là tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng không biết hắc ám thiên luân xuất hiện cho quang minh sơn mang tới biến hóa, hắn cùng quang minh thánh nữ xuất hiện ở hắc ám thiên luân nội bộ thế giới, hắc ám cổ giới bên trong. Hồng Chiến, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến đây đi, ta để cho ngươi chết được rõ ràng. Hắc ám Lăng Tiêu lãnh khốc nói, quanh thân tản mát ra một luồng mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Hắn cùng quang minh thánh nữ trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Hồng Chiến ngông cuồng tự tin, cho là mình có thể giải quyết hắc ám Lăng Tiêu cùng quang minh thánh nữ hai người, đồng thời nằm ở tham lam tâm tư, muốn nuốt một mình quang minh đại đế truyền thừa, cũng không có ngay đầu tiên triệu hoán nguyên thủy ma tông cường giả, vì lẽ đó cho hắc ám Lăng Tiêu thừa cơ lợi dụng. Hắc ám thiên luân ẩn chứa hắc ám lĩnh vực, trong đó càng là tự thành không gian, giờ khắc này Hồng Chiến bị nuốt vào đến hắc ám cổ giới bên trong, có thể nói đã thành cua trong giỏ. Nghĩ muốn lại lan truyền tin tức đi ra ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Đáng chết, này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hắc ám thiên luân, hắc ám ma tông cái này cực đạo đế binh không đã sớm bị mất sao? Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Hồng Chiến sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc vào hắc ám Lăng Tiêu nói ra. Đương nhiên là bởi vì ta khí vận không một bên. Hồng Chiến, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi người đệ đệ kia một dạng, đều là cuồng vọng vô tri hạng người. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến đại thánh cảnh giới. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh tự cùng ta chân chính chiến đấu một hồi, mượn dùng cực đạo đế binh oai, có gì tài ba. Ta không phục, Hồng Chiến cực kỳ bi phẫn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Chương 2501, Nguyên Thủy Chân Ma. Hắc ám Thiên Luân tự thành hắc ám cổ giới, Hồng Chiến bị giam cầm ở hắc ám Thiên Luân bên trong, coi như là hắn có đại thánh cảnh tu vi. Cũng căn bản không có cách nào từ trong đó chạy trốn đi ra ngoài. Hồng Chiến trong lòng vô cùng bi phẫn, hắn nguyên bản còn dự định giết hắc ám Lăng Tiêu cùng quang minh thánh nữ, sau đó độc chiếm quang minh đại đế truyền thừa, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu trong tay dĩ nhiên sẽ có hắc ám thiên luân cái này cực đạo đế binh. Này một chút, nháy mắt chính là vui quá hóa buồn. Hồng Chiến, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đánh cuộc gì? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Chiến lạnh giọng nói, ta không động dùng cực đạo đế binh sức mạnh, ngươi và ta một trận chiến, nếu như ngươi có thể đủ thắng quá ta, ta tự thả ngươi ly khai. Nếu như ngươi thua rồi, vậy thì đem mệnh lưu lại, làm sao? Hắc ám Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra cường đại chiến ý. Hắn có thể đủ cảm giác được, Hồng Chiến thực lực rất mạnh, đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, đối với Hắc ám Lăng Tiêu tới nói cũng coi là một cái khó được đối thủ. Vừa vặn có thể thông qua trận chiến này, kiểm nghiệm mình một chút sức chiến đấu. Lời ấy thật chứ, Hồng Chiến ánh mắt sáng lên. Nếu như Hắc ám Lăng Tiêu lấy ra Hắc ám Thiên Luân, hắn khẳng định không phải Hắc ám Lăng Tiêu đối thủ, nhưng nếu là đánh một trận đàng hoàng, hắn vẫn đúng là không có đem Hắc ám Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hắc ám Lăng Tiêu, để trong lòng hắn sinh ra một chút hy vọng. Không sai, muốn sống, vậy thì nghĩ biện pháp chiến thắng ta đi. Hồng Chiến, để ta xem một chút. Nguyên Thủy Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc cái gì trình độ? Hắc ám Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt, quanh thân đều tản ra một luồng cực kỳ cường đại chiến ý. Ầm ầm, hắn một quyền hướng về Hồng Chiến nổ ra, quyền ấn cương mãnh bá đạo, nóng rực thần quang phun ra, bóng tối vô tận lực lượng bản nguyên tràn ngập ra, để cú đấm này phảng phất phá tan rồi mênh mông màn trời, ầm 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 giáng lâm xuống. Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân tản ra khí thế ngập trời, như một vị vô địch ma đế. Quyền thế tung hoành vô cùng, để Hồng Chiến sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Mãi đến tận Hắc ám Lăng Tiêu ra tay, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Hắc ám Lăng Tiêu dám có niềm tin cùng hắn một trận chiến. Giết, Hồng Chiến trong con người sát ý bốc lên, hai tay ngang trời mà lên, nóng rực thần quang dâng lên ra, ở song trưởng của hắn trong đó dĩ nhiên hóa thành một phương cổ xưa thần mài, phảng phất ở mài chư thiên vô tận sinh linh. Hồng Chiến đây là ở vì là tính mạng của chính mình mà chiến. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay tự bạo phát Nguyên Thủy Ma Tông vô thượng thánh pháp, Nguyên Thủy thần mài, muốn phai mở chư thiên, phá nát tất cả. Oanh, hư không kịch liệt nổ vang, Hắc ám Lăng Tiêu cùng Hồng Chiến va chạm một cái phía sau, hai cái người đều là cả người rung mạnh, đồng thời rút lui ra.
Ha ha ha, trở lại, hắc ám lăng tiêu trong con người chiến ý bốc lên, lại một lần hướng về Hồng Chiến đánh tới. Cả người hắn ở trong hư không phảng phất hóa thành vô số màu đen tàn ảnh, không ngừng lăng không hướng về Hồng Chiến đánh tới, từng đạo quyền ấn tung hoành tứ phương, cương mãnh cực kỳ bá đạo. Mà Hồng Chiến nhưng là lấy nguyên thủy thần mà ứng đối, đồng thời chập ngón tay như kiếm, quanh thân kiếm khí bốc lên, từng đạo kiếm quang ác liệt vô cùng, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, để người khó lòng phòng bị, từ mỗi cái phương hướng hướng về hắc ám lăng tiêu lướt đi. Giữa hai người đại chiến, nháy mắt trở nên cực kỳ kịch liệt. Đây chính là đại thánh trong đó chiến đấu sao? Quá kinh khủng, Cơ Linh Nhi cả người chấn động, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thần sắc khát khao. Tuy rằng nàng bị Quang Minh Thánh Nữ bảo vệ, cũng không có bị cái kia cỗ kinh khủng thánh uy ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hắc ám lăng tiêu cùng Hồng Chiến trong đó chiến đấu hung hiểm cùng khủng bố. Cơ Linh Nhi trong ánh mắt có một tia ngóng trông, nếu như nàng có thể nắm giữ đại thánh tu vi, có lẽ nhân tộc tình cảnh thì sẽ không thê thảm như thế đi. Thiên Tinh Vân Hải bên trong nhân tộc, chính là Nguyên Thủy Ma Tông nô lệ cùng đồ ăn, bị bọn họ tùy ý làm nhục cùng đánh giết, là tối trọng yếu tựu là bởi vì bọn hắn quá yếu. Ma giới so với thần giới càng thêm tàn khốc, là một cái càng thêm chú ý cường giả vi tôn thế giới, Cơ Linh Nhi biết rõ nắm giữ sức mạnh to lớn cùng tu vi tầm quan trọng. Nếu là ta bái vị tiền bối này vi sư, không biết hắn có thể hay không thu lại ta. Cơ Linh Nhi trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Dù sao nàng là nhân tộc, mà vị tiền bối này chính là ma tộc thiên kiêu, sẽ liều lĩnh đắc tội Nguyên Thủy Ma Tông nguy hiểm đến thu nàng vì là đồ sao. Hắc ám lăng tiêu thực lực, quả nhiên rất mạnh, Quang Minh Thánh Nữ cũng là nhìn chăm chú vào trước mắt trận đại chiến này, trong ánh mắt thần quang trong trẻo. Nàng có thể cảm giác được hắc ám lăng tiêu trên người cái kia cổ bá đạo vô cùng vô địch khí thế, giống như là một vị cổ chi thiên đế giáng lâm, có thể quét ngang chư thiên, uy chấn vạn giới. Vẻn vẹn là khí thế loại này, là có thể bù đắp tu vi chưa đủ chênh lệch. Chứ đừng nói chi là, hắc ám lăng tiêu sức chiến đấu siêu tuyệt, tu luyện hắc ám kinh cùng trong đó vô thượng đế thuật, mỗi nhất kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Hồng Chiến mặc dù là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng lại bị hắc ám lăng tiêu áp chế, rơi vào hạ phong, hơn nữa mơ hồ có muốn thua xu thế. Nguyên Thủy Chân Ma, chấn thế vô địch, Hồng Chiến giống giận một tiếng nói, quanh thân ngập trời khí huyết đều giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Ầm ầm ầm, quanh người hắn màu đen thần quang bốc lên, đồng thời có ngọn lửa màu đỏ ngòm tràn ngập, khí tức cả người cũng bắt đầu bạo tăng, ở đằng kia vô tận huyết quang bên trong, dĩ nhiên nổi lên một vị cực kỳ cổ xưa bóng người, phảng phất là từ hỗn độn bên trong mà đến, khuôn mặt cực kỳ mơ hồ, lăng không hướng về hắc ám lăng tiêu tiêu diệt mà tới. Là Nguyên Thủy Ma Tông đế thuật, Nguyên Thủy Chân Ma thuật. Quang Minh Thánh Nữ kinh hô một tiếng nói, nàng không nghĩ tới Hồng Chiến dĩ nhiên tu luyện loại này vô thượng đế thuật. Hơn nữa xem ra trình độ không thấp, ngưng tụ ra vị này Nguyên Thủy Chân Ma, dĩ nhiên đã có mấy phần sắp ngưng thực xu thế. Nguyên Thủy Chân Ma, chính là Nguyên Thủy Ma Tông cung phụng tổ sư một trong truyền thuyết chính là thời kỳ thượng cổ xưa nhất sinh linh một trong, so với Nguyên Thủy Ma Đế còn phải xa xưa hơn. Nguyên Thủy Chân Ma thuật, chính là cho gọi ra Nguyên Thủy Chân Ma chân thân, tiêu diệt tất cả, đem hết thảy đều phân giải thành nhất là Nguyên Thủy trạng thái, cực kỳ khủng bố. Hồng Chiến cũng là bị hắc ám lăng tiêu bức tới cực điểm. Không thể không bạo phát ra Nguyên Thủy Chân Ma thuật. Đến hay lắm, hắc ám lăng tiêu trong con người ánh sáng lóe lên, trong phút chốc quanh thân ma quang bốc lên, bốn phía trong hư không vô số quyền ấn vào đúng lúc này toàn bộ tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo cực kỳ cổ xưa quyền ấn, ẩn chứa hắc ám bản nguyên khí tức, mênh mông cuồn cuộn hướng về Nguyên Thủy Chân Ma tiến lên nghênh tiếp. Răng rác, hư không rung mạnh, phảng phất là thiên địa sụp đổ rồi ra, một đạo nóng rực lôi quang phun ra, bao phủ tứ phương hư không. Để Quang Minh Thánh Nữ cùng Cơ Linh Nhi đều là không khỏi biến sắc mặt, vội vã lùi về sau ra. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng trong phút chốc hóa thành một luồng cực kỳ kinh khủng bão táp, đem hắc ám lăng tiêu cùng Hồng Chiến đều che mất. Chương 2502, Quang Minh Kinh, phốc, hai đại vô thượng đế thuật va chạm, bộc phát ra khủng bố thanh thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Hồng Chiến Nguyên Thủy Chân Ma cùng hắc ám lăng tiêu hắc ám đế quyền va chạm, đồng thời ở trong hư không phá nát ra, tứ phương vòm trời đều đang kịch liệt rung động. Mà Hồng Chiến cũng là không có cách nào chịu đựng cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, bỗng nhiên một hồi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên uể oải suy sụp lên. Hồng Chiến, ngươi cũng chỉ có này điểm lực lượng sao? Thực sự là để ta quá thất vọng rồi. Hắc ám lăng tiêu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để Hồng Chiến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Hắn nhìn thấy, hắc ám lăng tiêu từ vô tận thần quang trong gió lốc bước chậm mà đến, vóc người anh vĩ, khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt óng ánh lóa mắt,
xem ra tự có một loại vô địch ý vị lưu động. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thừa nhận rồi nguyên thủy chân ma một đòn, phảng phất không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, khí thế nhưng là càng phát lớn mạnh. Ngươi làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Hồng Chiến trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt nói. So với hắn Hắc Ám Lăng Tiêu cao hai cái cảnh giới nhỏ, ở đại thánh cảnh giới không biết xứng sở bao nhiêu năm, căn cơ thâm hậu, càng là tu luyện mấy môn mạnh mẽ vô cùng thánh pháp đế thuật, nhưng cuối cùng lại còn là không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Loại này cảm giác bị thất bại, để Hồng Chiến căn bản không có cách nào tiếp thu. Hồng Chiến, là chính ngươi không bắt được cơ hội, cũng là chính ngươi quá yếu. Vì lẽ đó, ngươi hay là đi bồi đệ đệ của ngươi đi. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không một chỉ hướng về Hồng Chiến mi tâm điểm tới. Xì, chỉ mang như một đạo trùm sáng rực rỡ, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang, để Hồng Chiến cả người tóc gáy đều là bắt đầu dựng ngược lên, trong miệng không khỏi giống giận một tiếng nói, không. Ầm ầm ầm, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn đường đường nguyên thủy ma tông thái thượng trưởng lão, đại thánh cảnh giới hậu kỳ tu vi, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành nguyên thủy ma tông thánh vương lão tổ, làm sao cam tâm cứ như vậy biệt khuất chết ở Lăng Tiêu trong tay. Hắn bùng nổ ra cả người toàn bộ đại thánh lực lượng bản nguyên, nghĩ muốn ngăn trở Hắc Ám Lăng Tiêu này một đòn phải giết. Chống cự vô vị, Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cái kia một chỉ ác liệt vô cùng, chính là Hắc Ám Kinh bên trong vô thượng đế thuật, nháy mắt tự tan vỡ tất cả, trực tiếp điểm vào Hồng Chiến mi tâm bên trên. Phốc, huyết quang tràn ngập, cái kia một chỉ trực tiếp xuyên thủng Hồng Chiến mi tâm, để Hồng Chiến tiếng giống to cũng lại im bặt đi. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân có bóng đêm vô tận ánh sáng bốc lên, cả người đều tản ra một luồng thôn vệ hết thảy sóng sức mạnh, trực tiếp nắm Hồng Chiến, bắt đầu điên cuồng thôn vệ Hồng Chiến thể phía trong minh mông thánh đạo lực lượng bản nguyên. Hắc Ám Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, tương tự đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới, thiên hạ vạn vật, không chỗ nào không nuốt, Hồng Chiến thể phía trong thánh đạo bản nguyên, giờ khắc này trở thành Hắc Ám Lăng Tiêu tốt nhất chất dinh dưỡng, để tu vi của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên. Rất nhanh, Hồng Chiến một thân thánh đạo bản nguyên tựu tất cả đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu cắn nuốt mất rồi, Hồng Chiến cũng là chết không nhắm mắt, tràn đầy sát khí ngập trời, thế nhưng bị Hắc Ám Lăng Tiêu chấn động, nhất thời tự hóa thành một mảnh cho bụi, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cắn nuốt Hồng Chiến thánh đạo bản nguyên phía sau, cũng là để Hắc Ám Lăng Tiêu vững chắc đại thánh cảnh giới, đồng thời tu vi cũng bắt đầu hướng về đại thánh cảnh trung kỳ kéo lên. Tiền bối, người thật lợi hại. Cơ Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sùng bái vẻ mặt, nàng không nghĩ tới hung hãn ngập trời Hồng Chiến, cứ như vậy chết ở Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay. Hắc Ám Lăng Tiêu hoàn thành tàn sát đại thánh tráng cử. Lăng Tiêu, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Hồng Chiến chính là Nguyên Thủy Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn bây giờ chết rồi, Nguyên Thủy Ma Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quang Minh Thánh Nữ trong ánh mắt thì lại tràn đầy vẻ lo âu. Nàng rất rõ ràng một vị đại thánh ngã xuống đại diện cho cái gì. Vậy đại biểu Nguyên Thủy Ma Tông nhất định sẽ hàng hạ vô tận lửa giận, nhất định sẽ tra được hung thủ thật sự. Mà nghĩ muốn tra được Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, đối với Nguyên Thủy Ma Tông tới nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Hắc Ám Lăng Tiêu nghĩ muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong con ngươi tinh mang lóe lên, nhất thời mang theo Quang Minh Thánh Nữ rời đi Hắc Ám cổ giới. Ầm ầm ầm, ở Quang Minh Sơn bên trên, hào quang óng ánh bốc lên, Hắc Ám Thiên Luân cùng Quang Minh Sơn trong đó phảng phất tạo thành một loại cực kỳ liên hệ thần bí. Hắc Ám cùng Quang Minh đan dệt, ẩn chứa một loại ba động kỳ dị. Mà Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ ở rời đi Hắc Ám cổ giới phía sau, trực tiếp tự xuất hiện ở Quang Minh Sơn đỉnh bên trên. Quang Minh Sơn nguyên bản ẩn chứa mênh mông vô cùng uy hiếp, nhưng lại không biết vì sao, hiện tại toàn bộ đều biến mất không thấy, mà Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cũng là trực tiếp xuất hiện ở Quang Minh Sơn đỉnh, phảng phất liền trong tưởng tượng thử thách đều biến mất. Ở Quang Minh Sơn đỉnh, có một vị toàn thân tản ra vô tận tia sáng bóng người. Cái kia một bóng người ngồi xếp bằng ở Quang Minh Sơn bên trên, quanh thân tản ra minh mông đại đạo pháp tắc. Đây là Quang Minh Đại Đế dấu ấn phân thân. Quang Minh Thánh Nữ cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Quang Minh Đại Đế lão ảnh phân thân, Hắc Ám Lăng Tiêu trong con người cũng là lộ ra một tia tinh mang, hắn nhìn thấy ở đằng kia một đạo toàn thân sáng chói bóng người trong cơ thể, phảng phất có từng đạo phù văn thần bí dấu ấn, lẫn nhau đan xen vào nhau, phảng phất là một phần cực kỳ thần bí kinh văn. Chẳng lẽ, đó chính là Quang Minh Kinh sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hô hấp cũng là có chút trở nên dồn dập. Hỗn độn chi quang, vô lượng khởi nguồn, vạn vật chi nguyên, chúng sinh chi về. E rằng số lượng Quang Minh, gột rửa hắc ám, tinh chế thế gian. Quang Minh Thánh Nữ bàn ngồi ở cái kia một bóng người trước mặt,
trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm kinh văn, thần âm lanh lảnh dễ nghe, nhưng cũng tự có một loại cực kỳ kỳ dị vận luật tràn ngập ra. Bù, nhưng vào lúc này, cái kia một đạo quang minh đại đế dấu ấn phân thân bắt đầu phóng ra hào quang óng ánh, để tứ phương hư không đều ở hơi rung động, từng đạo sáng chói phù văn từ trong cơ thể bốc lên, ở trong hư không lưu động, lẫn nhau trong đó đan xen, bắt đầu tạo thành một phần cổ lão thần bí kinh văn. Phảng phất có đại đạo thần âm đang kịch liệt run rẩy, cái kia một thiên kinh văn óng ánh lóa mắt, phảng phất ẩn chứa quang minh chi nguyên, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ đều là cả người chấn động, bọn họ hầu như nháy mắt tự xác định ra, trang này kinh văn chính là quang minh kinh. Vào thời khắc này, hắc ám thiên luân cũng là lưu động thần bí đạo vận, trong đó hắc ám kinh cũng là hóa thành một thiên kinh văn hiện lên trong hư không. Ầm ầm ầm, hắc ám kinh tản ra hắc ám khí tức, quang minh kinh tản ra hào quang óng ánh, giữa hai người phảng phất có một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, khiến chúng nó nhanh chóng tới gần, sau đó ầm ầm va chạm vào nhau. Chương 2503, quang ám dung hợp. Quang minh kinh cùng hắc ám kinh va chạm vào nhau, cũng không như trong tưởng tượng cái kia loại kịch liệt dâng lên cùng nổ tung, giống như là nước sữa hòa nhau giống như vậy, vô cùng tự nhiên. Quang minh cùng hắc ám sức mạnh, nguyên bản đều là cực kỳ thuần túy lực lượng bản nguyên. Giờ khắc này hai cái dung hợp, dĩ nhiên trở nên có chút không giống. Quang minh cùng hắc ám dung hợp, biến thành từng tia hỗn độn khí, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, bắt đầu xuất hiện một phương cực kỳ thế giới thần bí. Đó là quang minh thế giới, bởi vì có soi sáng vạn vật thái dương. Đó cũng là hắc ám thế giới, bởi vì hắc ám cuối cùng sắp giáng lâm, quang minh cuối cùng rồi sẽ biến mất. Quang minh cùng hắc ám đan dệt, dĩ nhiên như là khai thiên tích địa giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn ra. Đem chọn cái quang minh sơn bao phủ ở trong đó, đem vùng không gian này thôn phệ, đem bốn phía vân hải bao quát, đem từng viên một tinh thần đại lục bao phủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ, giờ khắc này phảng phất đều không có chú ý tới chung quanh biến hóa, cả người đều bị trước mắt này hai thiên thần bí kinh văn hấp dẫn, lâm vào vô pháp vô niệm ngộ đạo cảnh giới trong đó. Quang minh cùng hắc ám, mặc dù là hai loại cực hạn sức mạnh, nhưng từ trước đến nay đều không phải là chỉ một cùng độc lập, giống như là âm dương quan hệ, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, xung khí dĩ vi hòa, quang ám cũng là tạo thành vùng thế giới này hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Quang minh đại đế dấu ấn phân thân, vì sao dĩ nhiên cùng hắc ám đại đế dung mạo như vậy tương tự, hơn nữa cái kia loại nguyên thần gợn sóng đơn giản là giống như đúc. Chẳng lẽ, quang minh đại đế cùng hắc ám đại đế nguyên bản luôn chỉ có một mình sao? Hắc ám lăng tiêu cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ kinh hãi. Hắn chiếm được hắc ám đại đế truyền thừa, đó là hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ có hắc ám đại đế bộ phận nguyên thần ký ức, còn có hắc ám kinh vô thượng huyền bí. Giờ khắc này hắc ám lăng tiêu dĩ nhiên phát hiện, quang minh đại đế dấu ấn phân thân cùng hắc ám đại đế dĩ nhiên như vậy tương tự. Loại này phát hiện để hắn đều là cả người chấn động, như là phát hiện nào đó loại ghê gớm bí mật. Nếu như quang minh đại đế cùng hắc ám đại đế nguyên bản luôn chỉ có một mình, cái kia quang minh ma tông cùng hắc ám ma tông cũng vốn thuộc đồng nguyên, nhưng vì sao hai tông bây giờ xu thế như nước với lửa, nhưng không nhớ rõ hai vị đại đế tất cả, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng bị mất đây. Trong này rốt cuộc là ai ở chủ đạo tất cả những thứ này? Hắc ám lăng tiêu trong lòng ý nghĩ chuyển động, trong mơ hồ cảm giác được, tất cả những thứ này sau lưng phảng phất là có một con không nhìn thấy bàn tay lớn, đang chủ đạo tất cả những thứ này. Như không phải hắn chiếm được hắc ám đại đế truyền thừa, cũng tận mắt thấy quang minh đại đế dấu ấn phân thân, hắn không có khả năng tin tưởng hắc ám đại đế cùng quang minh đại đế dĩ nhiên là cùng một người. Bù, hắc ám lăng tiêu cả người tản ra nồng nặc hắc ám bản nguyên lực lượng, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bắt đầu vận chuyển quang ám bí thuật, nhất thời đầy trời ánh sáng như tinh quang một loại dồn dập hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh, chợt bắt đầu ở hắc ám lăng tiêu trong cơ thể từ từ tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại tỏa ra hỗn độn sắc năng lượng thần bí. Không biết lúc nào, hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ trên người hai người quần áo đều hoàn toàn biến mất rồi, hai người ôm nhau ngồi xếp bằng hư không, bóng tối vô tận cùng vô lượng quang minh ở hai người bọn họ trên người đan dệt, mơ hồ tạo thành một chủng loại giống như thái cực đồ một loại đồ án. Hai người bọn họ cũng không biết là, một mảnh kia cổ xưa thế giới đang nhanh chóng hướng về xung quanh mở rộng, mà hai người bọn họ nhưng là thành này một phiến thế giới trung tâm, bạo phát ra một mảnh sóng năng lượng khủng bố. Ầm ầm ầm, thế giới mở mang. Đó là quang ám sức mạnh, đến cuối cùng đem chọn cái thiên tinh vân hải đều bao phủ lại, hắc ám bản nguyên cùng quang minh bản nguyên đan dệt, ở ma giới bên trong bạo phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức gợn sóng. Cái gì, đó là cái gì sức mạnh? Ma giới bên trong, có đại năng bị thiên tinh vân hải bên trong tản mát ra khủng bố khí tức thức tỉnh.
Mạnh mẽ như vậy lực lượng bản nguyên, chẳng lẽ là có người ở chứng đạo đế quân sao? Hẳn không phải là, loại khí thức này ngược lại giống như có nào đó loại thiên đế dị bảo xuất thế. Vô luận như thế nào, mau đi xem một chút, cái này có thể là cơ duyên của chúng ta. Ma giới bên trong, vô số cường giả đều đã bị kinh động, tất cả mọi người là trong lòng kinh nghi bất định, dồn dập dương ra thân hình, xé rách hư không, hướng về Thiên Tinh Vân Hải mà tới. Nằm ở trong, tự nhiên chính là Nguyên Thủy Ma Tông cường giả. Thiên Tinh Vân Hải nơi ở Nguyên Thủy Ma Tông lĩnh vực, xảy ra kinh khủng như vậy gợn sóng, thậm chí đem chọn cái Thiên Tinh Vân Hải đều cắn nuốt, nháy mắt tự đưa tới Nguyên Thủy Ma Tông cao tầng chú ý. Cha, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Ma Tông Thánh Vương lão tổ tỏa ra ngập trời khí tức, đầy đủ có 4, 5 vị Thánh Vương lão tổ từ bế quan bên trong thức tỉnh, từng cái trong con ngươi tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Sức mạnh kia, thậm chí để bọn họ đều là cảm giác được trong lòng rung động, loáng thoáng phảng phất đã vượt qua thánh đạo cực hạn. Chẳng lẽ là vô thượng đế cảnh sức mạnh sao? Nghĩ tới đây, tự cả kia 4, 5 vị Thánh Vương lão tổ cũng đều là không có cách nào tiếp tục bế quan tu luyện, cường đại thần niệm đan dệt, quyết định cuối cùng phái ra một vị Thánh Vương lão tổ tiến về phía trước Thiên Tinh Vân Hải bên trong điều tra tin tức. Bất quá, để ma giới đông đảo cường giả có chút thất vọng là, Thiên Tinh Vân Hải bị quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng bản nguyên bao phủ, đồng thời có cường đại đế uy đan dệt, tạo thành một mảnh cực kỳ khủng bố lĩnh vực, tự liền Thánh Vương cường giả đều không thể cường hành tiến vào bên trong. Thậm chí có một vị đại thánh không tin tà, nghĩ muốn cường hành xông vào đi vào, nhưng cuối cùng lại bị cái kia loại quang minh cùng hắc ám sức mạnh cắn giết, hài cốt không còn. Chờ, loại sức mạnh này không bao lâu nữa cần phải thì sẽ hoàn toàn lắng lại, đậm đà như vậy quang minh cùng hắc ám lực lượng, thậm chí còn có cực đạo đế uy, nói không chắc chính là có cực đạo đế binh cùng vô thượng đế kinh xuất thế. Đông đảo cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ nóng rực cùng thần sắc mong đợi, dồn dập nghỉ chân ở Thiên Tinh Vân Hải ở ngoài, cùng đợi cái kia cổ cuồng bạo hắc ám cùng quang minh lực lượng lắng lại. Nơi này chính là yêu giới sao? Thật là nồng đậm bản nguyên khí a. Trong hư không ánh sáng óng ánh, một đạo cổ xưa môn hộ giáng lâm ở đỉnh một ngọn núi, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cất bước mà ra, xuất hiện ở vùng thế giới này trong đó. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt này một thế giới, trong ánh mắt đầy là vẻ tò mò. Đây là một mảnh cổ xưa mênh mông đại thế giới, xa xa núi cao cao tới vạn trượng, 10 vạn trượng thậm chí là 100 vạn trượng, giống như thần kiếm nhất giống như xuyên thẳng vòng trời, từng cây cổ thụ che trời san sát, thân cây cực kỳ tráng kiện, ẩn chứa khí tức của sự sống trào dâng mãnh liệt. Bên trong dãy núi đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, đá lởm chởm quái thạch, có thật nhiều yêu thú ngủ đông ở trong đó, tỏa ra hoặc cường hoặc yếu khí tức gợn sóng. Đây là một chỗ cực kỳ man hoang thế giới, để lộ ra thô lỗ, điên cuồng phóng cùng khí tức cổ xưa. Nơi này là yêu giới cùng ma giới, thần giới một dạng, đều là từng sinh ra rất nhiều vô thượng đại đế đại thế giới, tự nhiên ẩn chứa cực kỳ nồng nặc bản nguyên khí. Người tu vi bây giờ đã đạt đến thần vương cảnh viên mãn, trong này độ kiếp đột phá đến bán thánh cảnh giới, là có thể lưu lại yêu giới dấu ấn, từ đây thì sẽ không có người hoài nghi ngươi là những thế giới khác người. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Chương 2504, yêu giới độ kiếp. Ở thiên ngục giới bên trong, hắn kích phát rồi Long Ngạo Thiên trong cơ thể tổ long huyết mạch, đồng thời lợi dụng hắn lấy được các loại thần thú nội đan cùng đại đạo pháp tắc, trợ giúp Long Ngạo Thiên tăng cao tu vi, để hắn trong thời gian cực ngắn đã đột phá đến rồi thần vương cảnh viên mãn cảnh giới. Như không phải Lăng Tiêu nghĩ muốn để Long Ngạo Thiên ở yêu giới bên trong độ kiếp, Long Ngạo Thiên đã sớm có thể đột phá đến rồi bán thánh cảnh giới. Tốt, cái kia ta liền ở ngay đây độ kiếp, chờ ta đột phá đến rồi bán thánh cảnh giới, chúng ta phải đi Long tộc, đem cái gì đó Long quân vị trí đoạt vào tay. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Đây là một mảnh mãng hoang sơn mạch, ít dấu chân người, bên trong dãy núi yêu thú cũng không tính rất mạnh, ở Lăng Tiêu trong cảm giác, yêu thú mạnh mẽ nhất cũng bất quá là mấy tôn bán thánh cảnh giới yêu thú thôi. Ở đây chính thích hợp Long Ngạo Thiên độ kiếp, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, hoàn toàn thả trên người mình tu vi, mạnh mẽ vô cùng khí tức bộc phát ra, quanh người hắn màu vàng khí huyết bốc lên, thậm chí tràn ngập ra một loại chín màu vẻ, để cả người hắn đều xem ra vô cùng uy nghiêm mà thần bí. Từ thần vương cảnh đột phá đến bán thánh cảnh giới, là thần đạo hướng về thánh đạo đột phá, vừa là thiên đạo xúc động, lại là tự thân cấp độ sống lột xác. Ở Long Ngạo Thiên mau thả tu vi nháy mắt, trên bầu trời có một tiếng sấm rền nổ vang, lập tức mây đen cuồn cuộn, nóng rực lôi quang bốc lên đan dệt, ẩn chứa vô tận sức mạnh hủy diệt. Mà Long Ngạo Thiên trong cơ thể, càng là dâng lên một luồng hư vô chi hỏa, bắt đầu đốt cháy thân thể của hắn, để cả người hắn trở nên càng ngày càng suy yếu,
một luồng kỳ dị kiếp khí từ trong cơ thể hắn tản mát ra, thần bí khó lường. Dĩ nhiên đưa tới thiên uy sao? Không hổ là tổ long huyết mạch, liền bán thánh chi kiếp đều sẽ xúc động thiên uy. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, những người khác độ bán thánh chi kiếp, phần lớn đều là trong cơ thể mình kiếp nạn, có thể xúc động thiên uy không có chỗ nào mà không phải là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Long ngạo thiên tích lũy hùng hậu, tổ long huyết mạch để hắn nắm giữ vô thượng khí vận, tu luyện quả thực không có bất kỳ bình cảnh, tu vi một ngày thiên lý. Vì lẽ đó, long ngạo thiên niết bàn kiếp tự nhiên cũng là vô cùng khủng bố, từ trong cơ thể bốc lên hư vô chi hỏa cùng với vô tận kiếp khí, bắt đầu phai mờ cơ thể hắn, tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn, nghĩ muốn đưa hắn hoàn toàn giết chết. Đây là thần đạo viên mãn, hướng về thánh đạo lột xác nhất định phải trải qua niết bàn kiếp, niết bàn trọng sinh, chính là từ chết đến sinh quá trình, chỉ có thể chính mình đi độ, ngoại nhân không cách nào trợ giúp. Ngang, long ngạo thiên trong miệng bạo phát ra một luồng tiếng rồng ngâm, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, như lôi xà múa tung, vô cùng hỗn loạn, bổ vào trên người hắn, để hắn ra chóc thịt bong. Loại này cực hạn thống khổ, để long ngạo thiên trong ánh mắt đều là lộ ra một tia thống khổ, nhưng lập tức hắn càng phát điên cuồng cùng kiệt ngạo lên, quanh thân tản mát ra ngập trời chiến ý. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, long ngạo thiên khí tức càng ngày càng suy yếu, ở niết bàn kiếp bên trong, cả người đều giống như lâm vào quy khư trong trạng thái giống như vậy, bị vô tận kiếp khí bao phủ, bị đầy trời lôi đình hàng hạ hủy diệt sức mạnh, để long ngạo thiên cả người đều là vô cùng thống khổ. Trạng thái như thế này, long ngạo thiên rằng có 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, long ngạo thiên cả người phảng phất đều sắp hoàn toàn hôi phi yên diệt, nhưng Lăng Tiêu trong con ngươi thần quang trong trẻo, hắn có thể đủ phát hiện đến long ngạo thiên trong cơ thể bắt đầu có một loại sinh cơ bừng bừng đang giác tỉnh. Ngang, một đạo cổ xưa rồng ngâm vang vọng vòng trời, trong phút chốc long ngạo thiên trên người phóng ra vạn trượng hào quang, hắn khí tức cả người đều trở nên mênh mông mà kinh khủng lên, dĩ nhiên một hồi hiện ra bản thể, hóa thành một vị dài đến trên vạn trượng thần long, toàn thân kim quang óng ánh, còn như đúc bằng vàng ròng giống như vậy, quanh thân lượn lờ cửu sắc thần quang, xem ra uy nghiêm mà thần bí. Quanh người hắn tản ra mênh mông long uy, để trong vòng ngàn dặm nơi yêu thú, đều là cả người run lẩy bẩy, như là gặp yêu bên trong hoàng giả giống như vậy, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, sinh không ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Long ngạo thiên đột phá, hắn vượt qua niết bàn kiếp, bây giờ đã là nhất chuyển bán thánh tu vi. Ha ha ha, tạo hóa a, không nghĩ tới ở đất man hoang này, lại có thể gặp phải một cái huyết mạch mạnh mẽ như vậy thần long, nếu như có thể cắn nuốt ngươi huyết mạch trong cơ thể, nhất định có thể để bản tọa chứng đạo thành thánh. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập tham lam âm thanh truyền đến, trong hư không có hào quang màu đen tỏa sáng, nháy mắt tự hóa thành một đạo tấm võng lớn màu đen, hướng về long ngạo thiên bao phủ xuống. Một người mặc áo bào đen trẻ tuổi người, xem ra vẻ mặt gian dảo, khuôn mặt xấu xí, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy cực kỳ thần sắc tham lam, dùng cực kỳ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt long ngạo thiên. Tu vi của hắn cũng rõ ràng là cửu chuyển bán thánh tột cùng tu vi. Rốt cục không nhịn được sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phảng phất không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, cong ngón tay khẽ búng, nhất thời một đạo lưu quang bắn ra, như bén nhọn ánh kiếm giống như vậy, đem trong hư không cái kia một đạo tấm võng lớn màu đen trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn sớm liền phát hiện cái này người trẻ tuổi áo bào đen tung tích, trên thực tế ở Long Ngạo Thiên bắt đầu độ kiếp thời điểm, cái này người trẻ tuổi áo bào đen tự trốn ở một bên, nghĩ muốn chờ Long Ngạo Thiên độ kiếp thành công lại ra tay. Mà Lăng Tiêu che giấu tu vi, xem ra khí tức hết sức phổ thông, vì lẽ đó căn bản không có bị người trẻ tuổi áo bào đen để ở trong mắt. Người trẻ tuổi áo bào đen chính là cửu chuyển bán thánh tu vi, dưới cái nhìn của hắn đối phó một vị chỉ có nhất chuyển bán thánh tu vi long tộc cường giả, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Khốn nạn, ngươi là ai, lại dám đánh lén lão tử? Long Ngạo Thiên giận dữ, hắn còn chìm đắm ở đột phá trong vui mừng, không nghĩ tới đã có người đánh lén hắn. Hơn nữa, cái này người trẻ tuổi áo bào đen dĩ nhiên nói phải chiếm đoạt huyết mạch của hắn, tên khốn kiếp này thật đáng chết. Ngươi là ai? Cái kia người trẻ tuổi áo bào đen cũng là biến sắc mặt, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu hỏi. Hắn cái này tấm lưới lớn màu đen chính là một kiện đứng đầu bán thánh chi bảo, bị hắn tế luyện hồi lâu, vốn cho là có thể một lần đem Long Ngạo Thiên bắt lại, nhưng cũng không nghĩ tới bị Lăng Tiêu dễ dàng như vậy hủy diệt rồi. Trong lòng hắn hiện ra một loại cảm giác không ổn, cái này xem ra hết sức thông thường người trẻ tuổi, phảng phất không phải hắn trong tưởng tượng như vậy phổ thông. Một vị nắm giữ thần long huyết mạch giao, huyết mạch hỗn tạp không chịu nổi, có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ, cũng coi như là rất hiếm có rồi. Bất quá ngươi tự thật sự cho rằng một vị thuần huyết long tộc dám một mình tới nơi này độ kiếp. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, bạch y bay bay, nhiều hứng thú nhìn trước mắt người trẻ tuổi áo bào đen nói.
Trong mắt của hắn bên trong có kỳ dị trắng đen ánh sáng lấp lóe, phảng phất có thể thông suốt người trẻ tuổi áo bào đen tất cả, để người trẻ tuổi áo bào đen khắp cả người phát lạnh, cực kỳ không thoải mái. Đặc biệt là Lăng Tiêu ánh mắt, cái kia loại ở trên cao nhìn xuống tư thế, phảng phất như là thần long ở nhìn xuống sâu kiến giống như vậy, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Chương 2505, Hắc Long Thánh Nhân. Các hạ là ai? Cha ta chính là Hắc Long Sơn Hắc Long Thánh Nhân, ta khuyên các hạ cũng không cần sai lầm, ngoan ngoãn đem này đầu thuần huyết long tộc giao ra đây, bằng không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Người trẻ tuổi áo bào đen âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắc Long Sơn Hắc Long Thánh Nhân, chưa từng nghe nói, ngươi tới, ta có mấy chuyện hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời để ta thỏa mãn, ta tạm tha ngươi không chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chút nào đều không có đem người trẻ tuổi áo bào đen để ở trong lòng. Lăng Tiêu hướng về người trẻ tuổi áo bào đen vẫy tay, người trẻ tuổi áo bào đen nhất thời cũng cảm giác được quanh thân căng thẳng, phảng phất có một loại sức mạnh vô hình đưa hắn cầm giữ lên, cả người hắn không tự chủ được hướng về Lăng Tiêu bay qua. Ngươi là một vị thánh nhân, thả ta, bằng không cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trẻ tuổi áo bào đen trong ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng vẻ, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn vốn cho là Lăng Tiêu tu vi cùng hắn gần như, nhưng hiện tại hắn lại biết hắn sai hoàn toàn, có thể dễ dàng như vậy đưa hắn cầm cố, nhất định là chân chính thánh nhân mới có thể nắm giữ như vậy sức mạnh vô thượng. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi nói cái gì ngươi tự nói cái gì, như vậy bác tạp huyết mạch, thật cho ta Long tộc mất mặt. Long Ngạo Thiên một lòng bàn tay vỗ vào người trẻ tuổi áo bào đen trên đầu, vỗ người trẻ tuổi áo bào đen đầu váng mắt hoa, để trong ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra một tia hung ánh sáng. Chỉ là nhất chuyển bán thánh tu vi lại dám đối với hắn như vậy, như không phải hắn bị Lăng Tiêu cầm giữ lên, nhất định muốn làm thịt cái này thuần huyết long tộc. Ở đây là địa phương nào? Long tộc tổ địa ở đâu? Cự ly nơi đây có bao xa? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Người trẻ tuổi áo bào đen nguyên bản còn muốn mạnh miệng vài câu, thế nhưng vừa tiếp xúc với Lăng Tiêu cái kia sâu thẳm con mắt, nhất thời lời đến miệng một bên tự nuốt xuống, chỉ được đàng hoàng trả lời. Nơi này là phía Nam Hỏa vực bên trong đất man hoang. Chu vi 1 triệu dặm nơi đều là nơi vô chủ, bị mấy tôn thánh nhân chiếm cứ, làm theo ý mình. Cho tới Long tộc tổ địa ở đâu ta cũng không biết, ta chỉ biết là Long tộc ở Đông Phương Mộc Vực, dưới đây địa ức xa vạn dặm, coi như là thánh nhân nghĩ muốn chạy đến Đông Phương Mộc Vực, đều cần rất nhiều thời gian. Theo người trẻ tuổi áo bào đen trả lời, Lăng Tiêu đối với bây giờ yêu giới cũng coi như là có một cái đại khái hiểu rõ. Yêu giới bên trong chủ yếu chia làm 5 đại vực, theo thứ tự là Đông Phương Mộc Vực, thuộc hướng Tây Kim Vực, phía Nam Hỏa vực, phương Bắc Thủy vực cùng Trung ương Thổ vực. Này 5 đại vực đều là vô cùng bao la, thậm chí không như những thứ khác đại thế giới muốn tiểu, chu vi 1000 tỷ dặm, dựng dục vô cùng vô tận yêu thú chủng tộc. 5 đại vực phân chia là căn cứ thượng cổ yêu tộc bên trong cường đại nhất 5 đại chủng tộc phân chia, Long tộc, Phượng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cùng Kỳ Lân tộc. Này 5 đại chủng tộc ở thời kỳ thượng cổ uy trấn yêu giới, không có bất kỳ yêu tộc có thể so với được trên bọn họ, càng bị xưng là 5 đại thánh tộc. Tuy rằng hiện tại 5 đại thánh tộc không còn nữa huy hoàng của năm đó, yêu giới cũng biến thành càng thêm hỗn loạn, xuất hiện vô số thế lực mạnh mẽ, vô số chủng tộc mạnh mẽ bắt đầu quật khởi, nhưng 5 đại vực phân chia vẫn là tiếp tục kéo dài. Này phía Nam Hỏa vực ở thời kỳ thượng cổ chính là Phượng tộc địa bàn, nhưng hiện tại Phượng tộc chỉ là chiếm cứ rất nhỏ một vùng, bảo vệ tổ địa ẩn thế mà ở. Người trẻ tuổi áo bào đen tên là Hắc Phong, chính là Hắc Long Thánh Nhân nhi tử, trong ngày thường chỉ là ở đất man hoang này 1 triệu dặm khu vực hoạt động. Rất ít rời khỏi ở đây, đối với Lăng Tiêu rất nhiều vấn đề đều là nói không tỉ mỉ, để Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều là rất không vừa ý. Biểu ca, cái tên này không chỉ rác rưởi, hơn nữa vô tri, cái gì đều không biết. Ta nhìn hay là đem hắn làm thịt rồi đi, giữ lại hắn chẳng có tác dụng gì có. Chúng ta đi trước Đông Phương Mộc Vực hỏi thăm, nhất định có thể hỏi thăm được Long tộc tổ địa tam tích. Long Ngạo Thiên trừng Hắc Phong một cái nói, trong con ngươi lộ ra một tia hung ánh sáng. Hắc Phong giật mình. Vội vàng hướng Lăng Tiêu nói ra, tiền bối, vãn bối căn bản không có rời khỏi đất man hoang, tự nhiên đối với tiền bối rất nhiều vấn đề đều không biết a. Bất quá tiền bối, cha ta Hắc Long Thánh Nhân, chính là từ Đông Phương Mộc Vực di chuyển mà đến, hơn nữa còn đuổi tới cổ Long tộc có chút quan hệ, hắn chắc chắn biết ngài đi hỏi đề. Hắc Phong liền vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Hắn có thể không nghĩ Lăng Tiêu vừa giận liền trực tiếp đưa hắn làm thịt rồi, đến thời điểm coi như là Hắc Long Thánh Nhân có thể báo thù cho hắn. Nhưng cũng đã chậm. Hắc Long Thánh Nhân sao? Tốt, ngươi dẫn ta đi tìm ngươi cha. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hy vọng cha ngươi có thể thức thời vụ một điểm, bằng không ngươi cùng cha ngươi mạng nhỏ cũng đều phải xong đời.
Long Ngạo Thiên giễu cợt nhìn Hắc Phong một cái nói, hắn há có thể không biết Hắc Phong kế vặt, còn chưa phải là gửi hy vọng vào Hắc Long Thánh Nhân trên người, hy vọng Hắc Long Thánh Nhân có thể đưa hắn cứu được. Bất quá biết rõ Lăng Tiêu thực lực, Long Ngạo Thiên có thể một chút cũng không lo lắng, đừng nói là chỉ là Thánh Nhân, coi như là Đại Thánh nghĩ muốn cùng Lăng Tiêu động thủ cũng phải quỳ. Vèo, 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 Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo Hắc Phong tung trời mà lên, hóa thành ba đạo cầu vồng, hướng về Hắc Long Sơn mà đi. Hắc Long Sơn cao tới 10 vạn trượng, đứng vững ở đám mây, khí thế bàng bạc mà hùng hồn, trong núi càng là có thêm một tòa Hắc Long Đàm, ở đây chính là Hắc Long Thánh Nhân chỗ tu hành, cũng là cả đất man hoang mấy đại cấm địa một trong, không có yêu tộc dám xông vào đến Hắc bên trong ngọn Long Sơn. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo Hắc Phong giáng lâm ở Hắc Long Sơn bầu trời, Lăng Tiêu có thể cảm giác được Hắc bên trong ngọn Long Sơn có một đạo khí thức vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến Thánh Nhân cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể có bộ phận thần Long huyết mạch. Nói vậy, vị kia chính là Hắc Long Thánh Nhân, vị đạo hữu kia đến ta Hắc Long Sơn, không biết khuyển tử có phải là đắc tội rồi đạo hữu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Hắc bên trong ngọn Long Sơn có một đạo Hắc quang bốc lên, ở Lăng Tiêu ba người xuất hiện trước mặt một người mặc áo bào đen, xem ra 10 phần khôi ngô hùng tráng người trung niên, quanh thân thánh uy tràn ngập, huyết khí cường thịnh, cả người đều tản ra một loại bá đạo cùng cuồng dã khí tức. Hắn nhìn Lăng Tiêu hỏi, trong con người có một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Cha, nhanh cứu ta. Hắc Phong vừa nhìn đến người trung niên này, nhất thời trong ánh mắt tự lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã lên tiếng hô lớn. Cái này áo bào đen người trung niên tự nhiên chính là Hắc Phong trong miệng Hắc Long Thánh Nhân. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hắc Long Thánh Nhân đạo, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Đạo hữu là người phương nào? Nếu như khuyển tử đắc tội rồi đạo hữu, tại hạ ở đây bên trong cho đạo hữu bồi tội, kính xin đạo hữu không muốn chấp nhặt với hắn. Hắc Long Thánh Nhân trong con ngươi sắc mặt giận dữ thu lại, khẽ mỉm cười, quay về Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói. Hắn tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn hãi sóng, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên không nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này tu vi. Nhưng hắn trực tiếp nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này tu vi không kém hắn, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại này trực giác mãnh liệt đã từng mấy lần cứu hắn, vì lẽ đó hắn ở đối mặt Lăng Tiêu thời điểm. Tuy rằng phẫn nộ Lăng Tiêu bắt được con trai của hắn Hắc Phong, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, cũng không có lựa chọn vừa lên đến tự cùng Lăng Tiêu đối địch. Chương 2506, Long tộc bí ẩn. Hắn là đắc tội rồi ta, bất quá nếu như ngươi có thể đủ trả lời ta mấy vấn đề, ta tạm tha hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đem Hắc Phong thả, phảng phất chút nào đều không lo lắng Hắc Long Thánh Nhân sẽ ra tay với hắn. Đạo hữu mời, ta nhất định biết gì nói nấy. Hắc Long Thánh Nhân nhìn thấy Lăng Tiêu thả Hắc Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên giáng lâm ở Hắc Long Sơn chi đỉnh, nơi đó có một tòa cung điện to lớn tên là Hắc Long Cung, chính là Hắc Long Thánh Nhân chỗ tu hành. Hắc Long Thánh Nhân đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên dẫn vào đến Hắc trong Long Cung, sau đó cực kỳ quý trọng lấy ra một bình nước suối, vài mảnh lá trà, bỏ vào bạch ngọc trong chén trà, vì là Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên riêng phần mình pha một chén trà nước. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hữu, này chính là tiên thiên linh căn thiên sơn tuyết linh trà, có thể vững chắc đạo tâm, tăng trưởng nguyên thần, là ta tốt không dễ dàng mới lấy được bảo vật, mời đạo hữu thưởng thức một, hai. Hắc Long Thánh Nhân khẽ mỉm cười nói, thiên sơn tuyết linh trà sao? Long Ngạo Thiên có chút hiếu kỳ nâng chung trà lên uống một khẩu, nhất thời cũng cảm giác được một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, hóa thành một luồng thanh khí xông thẳng thức hải. Để cả người hắn phảng phất ở trong chớp mắt cảm thấy thời gian trôi qua, nguyên thần đều trở nên trong suốt lên, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Trà ngon, chốc lát phía sau, Long Ngạo Thiên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc thở dài nói, một chén này nước trà dĩ nhiên trực tiếp vững chắc hắn nhất chuyển bán thánh tu vi, để nguyên thần của hắn lực lượng cũng là tăng lên 3/10. Quả nhiên không hổ là tiên thiên linh căn, Lăng Tiêu cũng là không do dự, trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó gật đầu một cái nói, không sai. Này thiên sơn tuyết linh trà quả thật không tệ, bất quá đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có tác dụng gì, hắn đã là đại thánh tu vi, thiên sơn tuyết linh trà bất quá là có thể để hắn cảm giác được mồm miệng thơm ngát, đối với tác dụng của hắn nhỏ bé không đáng kể. Đạo hữu quá khen, Hắc Long Thánh Nhân trong ánh mắt có vẻ khác lạ lóe lên một cái rồi biến mất, này thiên sơn tuyết linh trà vô cùng quý giá, coi như là thánh nhân lần thứ nhất uống, cũng sẽ bị trong đó thanh linh khí ảnh hưởng, sẽ thất thần chốc lát. Nguyên thần lực lượng được tinh chế cùng tăng lên, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Lăng Tiêu một chén thiên sơn tuyết linh trà uống xong, dĩ nhiên không có thu vào chút nào ảnh hưởng.
Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này trước uống qua Thiên Sơn Tuyết Linh trà? Hoặc có lẽ là tu vi của hắn vượt xa chính mình? Hắc Long Thánh Nhân trong lòng càng nhiều một phần kiêng kỵ. Trà uống xong, bây giờ còn mời Hắc Long đạo hữu vì ta giải đáp mấy vấn đề. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đạo hữu xin hỏi. Hắc Long Thánh Nhân cười gật đầu một cái nói, Hắc Long đạo hữu biết Long tộc tổ địa ở nơi nào không? Không dối gạt đạo hữu, ta vị này biểu đệ chính là thuần huyết Long tộc, hiện tại ta muốn dẫn hắn Long tộc nhận tổ quy tông. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, Long tộc tổ địa tựu ở Đông Phương Mộc Vực, chẳng qua hiện nay Long tộc sự suy thoái, ở năm đại thánh tộc bên trong xếp hạng đều là đứng hàng cuối cùng, vì lẽ đó nằm ở nửa ẩn thế trạng thái. Nói đến không sợ đạo hữu cười nhạo, ta đã từng cũng là Long tộc một thành viên, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, mới rời đi Đông Phương Mộc Vực, đi tới đất man hoang này. Hắc Long Thánh Nhân cười khổ một tiếng nói, đạo hữu chính là Long tộc người, cái kia ngược lại thật là đúng dịp, ta nhìn đạo hữu tu vi bất phàm, hơn nữa huyết mạch trong cơ thể hẳn là ba trảo thần long huyết mạch, tại sao lại ly khai Long tộc đây? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, Long tộc bây giờ không chỉ sự suy thoái, hơn nữa còn chia làm mấy phái, bên trong hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Đương đại Long Quân là một vị nhân hậu trưởng giả, tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng cũng căn bản không quản được những kiệt kia ngao bất tuân hạng người. Tại hạ cũng là bởi vì đắc tội rồi trong Long tộc một vị đại nhân vật, mới không thể không rời đi nhân tộc. Ở trong Long tộc, huyết mạch vì là tôn, tại hạ chỉ là ba trảo thần long huyết mạch, ở trong Long tộc hết sức bình thường, thậm chí cũng coi là huyết mạch thấp hạ. Đạo hữu vị này biểu đệ huyết mạch nồng nặc, này chí ít cũng là bảy trảo thần long huyết mạch a, coi như là trong Long tộc cũng có thể được tính là thiên tài, một khi tiến vào trong Long tộc, nhất định có thể có được Long tộc đại lực bồi dưỡng. Hắc Long Thánh Nhân cười khổ giải thích một chút. Ánh mắt rơi vào Long Ngạo Thiên trên người, mang theo mấy phần ước ao cùng thán phục vẻ. Long tộc tính dâm, vì lẽ đó toàn bộ yêu giới bên trong Long tộc để lại rất nhiều huyết mạch, giống như là giao long, cầu long chờ toàn bộ cũng có Long tộc huyết mạch, vì lẽ đó Hắc Long Thánh Nhân cũng không có hoài nghi Long Ngạo Thiên thân phận. Nhưng như Long Ngạo Thiên như vậy nắm giữ bảy trảo thần long huyết mạch trở lên, nhưng là phượng long lân giác, căn bản hết sức khó gặp được. Long Ngạo Thiên cũng không có hiển lộ mình tổ long huyết mạch. Vì lẽ đó Hắc Long Thánh Nhân không nhìn ra Long Ngạo Thiên thân mang tổ long huyết mạch, chỉ có thể mơ hồ phát hiện đến Long Ngạo Thiên chí ít cũng là nắm giữ bảy trảo thần long huyết mạch. Đừng nói là Hắc Phong sẽ mơ ước Long Ngạo Thiên huyết mạch, nếu như không phải là bởi vì Lăng Tiêu, sợ Hắc Long Thánh Nhân ở nhìn thấy Long Ngạo Thiên đầu tiên nhìn, đều sẽ trực tiếp xuống tay với Long Ngạo Thiên, cắn nuốt Long Ngạo Thiên huyết mạch. Nắm giữ cường đại như thế huyết mạch Long tộc, ở có đầy đủ thực lực trước, Long tộc là không có khả năng thả bọn họ rời đi. Bằng không hết sức dễ dàng tự sẽ thành vì những thứ khác yêu tộc con mồi. Yêu giới bên trong chiến đấu cùng chém giết, so với thần giới càng thêm khốc liệt. Ta nghe nói, trong Long tộc nắm giữ tổ long huyết mạch, tự có cơ hội đấu võ Long Quân đại vị. Bây giờ Long Quân nếu tại vị, cái kia trong Long tộc sẽ không có những người khác nắm giữ tổ long huyết mạch chứ? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, tổ long huyết mạch, lại bị trở thành cửu trảo tổ long huyết mạch, chính là Long tộc hoàng giả, có tư cách trở thành Long tộc Long Quân. Nhưng nắm giữ tổ long huyết mạch quá ít người, toàn bộ trong Long tộc nắm giữ tổ long huyết mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương đại Long Quân tự nhiên nắm giữ tổ long huyết mạch. Nhưng theo ta được biết, ngoại trừ đương đại Long Quân ở ngoài, nắm giữ tổ long huyết mạch, trong Long tộc chỉ ít còn có 3 người. Hơn nữa, Long Quân tại vị đã có 100 vạn năm, có người nói tu vi của hắn đã đạt đến thánh vương cảnh cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ bế tử quan đi xung kích cái kia vô thượng đế cảnh, Long tộc cần phải muốn chọn ra mới Long Quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới Long Quân cần phải chính là cái kia 3 cái nắm giữ tổ long huyết mạch một người trong. Hắc Long Thánh Nhân chậm rãi nói ra, chí ít còn có 3 người nắm giữ tổ long huyết mạch sao? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, cái kia chút người e sợ đều là Long Ngạo Thiên người cạnh tranh, hơn nữa tu vi của bọn họ cùng thực lực khẳng định so với Long Ngạo Thiên mạnh hơn. Xem ra lần này trở về Long tộc, cần phải có thể so với Lăng Tiêu trong tưởng tượng còn muốn khó khăn một ít. Lăng Tiêu lại hỏi Hắc Long Thánh Nhân một vài vấn đề, Hắc Long Thánh Nhân cũng không chút nào giấu giếm, đưa hắn biết đến liên quan với yêu giới sự tình, Long tộc một ít bí ẩn cùng lời truyền miệng tin tức toàn bộ đều nói cho Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu đối với yêu giới cùng Long tộc đều có một cái trực quan hiểu rõ. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền cáo từ, đa tạ đạo hữu giải thích cho ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đứng dậy quay về Hắc Long Thánh Nhân chắp tay thi lễ. Cái này Hắc Long Thánh Nhân thái độ cũng không tệ lắm. Cũng không có vừa lên đến tự gọi đánh tiếng kêu giết, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không động thủ với hắn, khi lấy được câu trả lời mong muốn phía sau, Lăng Tiêu liền quyết định rời đi. Đạo hữu chậm đã, Hắc Long Thánh Nhân thoáng do dự một chút, quay về Lăng Tiêu nói ra.
Chương 2507, Long tộc động phủ. Hắc Long đạo hữu còn có chuyện gì? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ nhìn Hắc Long thánh nhân hỏi. Đạo hữu, ở hạ có một yêu cầu quá đáng, nếu như đạo hữu có thể đáp ứng, ta đồng ý bồi đạo hữu tiến về phía trước Long tộc tổ địa. Hắc Long thánh nhân cắn răng một cái nói ra. Nói nghe một chút, Lăng Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói. Đạo hữu có chỗ không biết, cho nên ta đồng ý lưu ở đất man hoang này, là bởi vì nơi này có một vị Long tộc tiền bối động phủ, ta muốn mời đạo hữu theo ta đồng thời tiến về phía trước chỗ kia động phủ, ta chỉ cần vị kia Long tộc tiền bối Long Châu, bảo vật của hắn cũng có thể tặng cho đạo hữu ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Long thánh nhân cực kỳ thành khẩn nói ra, Long tộc tiền bối động phủ, Hắc Long đạo hữu vì sao không tự mình tiến về phía trước? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Vị kia Long tộc tiền bối động phủ ở ngoài, có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, chỉ bằng vào ta sức một người căn bản không có cách nào phá khai đại trận. Hơn nữa không chỉ là ta, đất man hoang này còn có ba tôn yêu thánh, đều biết cái kia động phủ nơi, ta một người không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc Long thánh nhân 10 phần thẳng thắn nói ra, đem cái kia động phủ tình huống giới thiệu một hạ. Nguyên lai, ở mấy tháng trước đất man hoang trung ương có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, Hắc Long thánh nhân cùng cái khác ba tôn yêu thánh tiến về phía trước điều tra. Phát hiện trong đó thậm chí có một tòa cổ xưa động phủ, hơn nữa tản ra cực kỳ cường đại long uy, chính là một vị Long tộc tiền bối động phủ. Căn cứ Hắc Long thánh nhân dự tính, vị này Long tộc tiền bối chí ít đạt tới thánh vương cảnh giới. Bất quá Hắc Long thánh nhân cùng cái kia ba tôn yêu thánh đều là từng người mang ý xấu riêng, hơn nữa bọn họ cũng không cách nào mở ra động phủ ở ngoài trận pháp, vì lẽ đó cuối cùng không thể không tản đi, bất quá bốn người thần niệm đều lưu tại động phủ ở ngoài, bất cứ lúc nào chú ý tòa động phủ này nhất cử nhất động. Một vị thánh vương cảnh Long tộc sao? Người muốn có được Long Châu, hẳn là nghĩ muốn luyện hóa trong đó Long tộc huyết mạch chứ? Bất quá ngươi vì sao phải tìm ta? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, đối với Hắc Long thánh nhân trong miệng nói cái kia động phủ cũng là sinh ra mấy phần hứng thú. Vị tiền bối kia Long Châu, đối với đạo hữu tới nói cần phải không có gì tác dụng lớn. Nhưng vị tiền bối kia trong động phủ bảo vật, nhất định sẽ để đạo hữu hài lòng. Ta nhìn đạo hữu là một cái quang minh lỗi lạc người, cho nên mới phải tùy tiện mời. Hắc Long thánh nhân khẽ mỉm cười nói, ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, Long Ngạo Thiên đã ít nhất là 7 trảo thần Long huyết mạch, cái kia trong động phủ Long Châu đối với Long Ngạo Thiên cùng Lăng Tiêu cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với Hắc Long thánh nhân tác dụng nhưng là rất lớn. Trong Long tộc huyết mạch vì là tôn, Hắc Long thánh nhân tu vi đã dừng lại ở thánh nhân cảnh rất nhiều năm, cũng là bởi vì huyết mạch của hắn thái quá hỗn tạp, cho nên mới không cách nào đột phá cảnh giới. Nếu như có thể luyện hóa vị này Long tộc tiền bối Long Châu, nhất định có thể tăng lên sức mạnh huyết thống, đến thời điểm là có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa Lăng Tiêu thực lực xem ra sâu không lường được, cho Hắc Long thánh nhân một loại cảm giác rất nguy hiểm, chí ít cũng là một vị thánh nhân, sẽ không thua Hắc Long thánh nhân. Không có có xung đột lợi ích, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, chính là Hắc Long thánh nhân cần minh hữu. Rất tốt, Hắc Long đạo hữu hết sức thẳng thắn, đã như vậy, cái kia ta hãy cùng Hắc Long đạo hữu đi một chuyến. Lăng Tiêu nhìn Hắc Long thánh nhân một chút, cười nhạt một tiếng nói. Lăng Tiêu bây giờ tu luyện thập nhị thiên công bí thuật, đối với vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật tìm hiểu càng ngày càng sâu, đã có thể từ nơi sâu xa nhìn thấy mấy phần chưa khả năng tới, có thể phán đoán hung hiểm họa phúc. Hắn cũng không có từ Hắc Long thánh nhân trên người cảm giác được cái gì ác ý, hơn nữa cái này cái gọi là Long tộc động phủ, dĩ nhiên để hắn cảm giác được rất trọng yếu, Lăng Tiêu lúc này tự làm ra quyết định, đi cái kia Long tộc động phủ nhìn một chút. Đa tạ đạo hữu yên tâm. Bất luận ở đằng kia nơi trong động phủ có thu hoạch hay không, ta đều sẽ bồi đạo hữu tiến về phía trước Long tộc tổ địa. Hắc Long thánh nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng hướng Lăng Tiêu nói ra. Vèo, 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 Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Hắc Long thánh nhân đồng thời tung trời mà lên, hướng về đất man hoang trung ương phương hướng mà đi. Ở đất man hoang trung ương nhất, có một cái to lớn sơn mạch ngủ đông, xem ra như một cái dài đến vạn dặm cự long, long khí tràn ngập, mây mù mờ ảo. Tản ra một loại mãng hoang mà khí tức cổ xưa gợn sóng. Lăng Tiêu đạo hữu, Long tộc tiền bối động phủ thì ở tòa này trong núi. Đứng ở trên hư không, Hắc Long thánh nhân chỉ vào phía dưới uốn lượn như long sơn mạch, cực kỳ mong đợi nói ra. Tòa sơn mạch này không đơn giản, Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, hắn dĩ nhiên phát hiện này một cái sơn mạch ẩn chứa cực kỳ hoàn chỉnh long mạch, ảnh hưởng không chỉ là này chu vi 1 triệu dặm đất man hoang, còn có xung quanh mênh mông địa vực, đất thiêng này sinh hiền tài. Được thiên địa chi tạo hóa, chính là một chỗ không có bị người phát hiện động thiên phúc địa. Lăng Tiêu có thể phát hiện đến, này một cái sơn mạch đủ để làm bất hủ thánh địa sơn môn, hoặc là cung dưỡng một cái to lớn chủng tộc, ẩn chứa vô thượng khí vận.
Đương nhiên, Hắc Long Thánh Nhân tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng không nhìn ra ở đây Long Mạch khủng bố. Đương nhiên không đơn giản, ta Long Tộc Thánh Vương có thể lựa chọn nơi đây làm động phủ, có thể thấy được nơi đây nhất định là động thiên phúc địa. Tòa kia động phủ là ở chỗ đó, bất quá nơi đó có vô thượng sát trận bao phủ, lờ mờ còn có mấy phần không trọn vẹn đế uy, cực kỳ khủng bố, Lăng Tiêu đạo hữu cẩn trọng một chút, không nên tới gần nơi đó. Hắc Long Thánh Nhân chậm rãi nói ra, cuối cùng hắn chỉ hướng bên trong dãy núi đầu rồng vị trí. Đó là một phương thung lũng, mây mù bay lượn quanh, có tia sáng kỳ dị lấp lóe, loáng thoáng có một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm từ trong đó tản mát ra. Này dĩ nhiên là không trọn vẹn đế trận. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc tự nhủ. Hắn cùng Hắc Long Thánh Nhân đều là đang đến gần sơn cốc vị trí ngừng lại, trước mắt vân hải mờ ảo, xem ra hết sức bao la, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, ẩn giấu ở vân hải chi hạ, có một tòa cực kỳ kinh khủng sát trận, đan xen sát ý ngập trời, tạo thành to lớn cạm bẫy, đang đợi con mồi đến. Cái kia vân hải nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng mạch nước ngầm mãnh liệt, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sát cơ. Không sai, chính là không trọn vẹn đế trận. Mặc dù coi như đã trải qua vô số năm năm tháng, uy lực biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà không phải chúng ta có thể loại bỏ. Bất quá mấy cái này tháng, ta nhưng là phát hiện mắt trận nơi, nếu như có thể thừa thế xông lên, trực tiếp đem mắt trận phá hủy, chúng ta là có thể xông vào trong đó. Hắc Long Thánh Nhân ánh mắt sáng quắc nói, cuối cùng ngón tay của hắn chỉ hướng trong mây một tòa núi nhỏ phong, tòa kia núi nhỏ phong xem ra hết sức đột ngột, nhưng cũng thật giống hết sức phối hợp, cân bằng suy nghĩ trước vùng thế giới này sức mạnh. Ta tới xem một chút, Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, bù, trong mắt của hắn bên trong có hào quang óng ánh nở rộ ra, một đen một trắng hai chùm sáng xuyên thủng hư không, rơi vào trước mắt vân hải bên trên, trong mắt của hắn phảng phất đều biến thành trắng đen vẻ, ẩn chứa cổ lão mà khí tức thần bí, như âm dương thần quang giống như vậy, ở quét nhìn trong mây tất cả. Chương 2508, Ba Đại Yêu Thánh. Đây là cái gì đồng thuật? Hắc Long Thánh Nhân run lên trong lòng. Lăng Tiêu cái kia một đôi mắt để hắn đều cảm giác được khắp cả người sinh lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Cái này Lăng Tiêu dĩ nhiên so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Ở Lăng Tiêu trong con ngươi, trước mắt biển mây phảng phất đều biến mất hết một dạng, chỉ còn lại có từng đạo pháp tắc đường nét, từng cái phù văn thần bí đan xen vào nhau, tạo thành một tòa cực kỳ cổ xưa đại trận. Tích chứa trong đó vô tận canh kim chi khí, hội tụ thành từng đạo bén nhọn kiếm quang, phảng phất có thể phá diệt tất cả. Mà Hắc Long Thánh Nhân chỉ cái kia một tòa núi nhỏ, xác thực chính là mắt trận nơi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá Lăng Tiêu phát hiện, cái kia mắt trận dĩ nhiên là trấn áp đại trận này sức mạnh, nếu như mắt trận bị hủy, đại trận mất đi khống chế, không sẽ lập tức phá khai, mà là như phun ra núi lửa giống như vậy, bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đem tất cả mọi người chung quanh đều cuốn vào trong đó. Đến thời điểm, e là cho dù là Thánh Nhân cũng là hồn phi phách tán kết cục. Hắc Long đạo hữu, tòa trận pháp này không đơn giản, nghĩ muốn phá trận chuyện không phải dễ dàng như vậy, ta đến thử xem đi. Lăng Tiêu trong con người thần quang trong trẻo, cuối cùng thu hồi âm dương thần quang, quay về Hắc Long Thánh Nhân chậm rãi nói ra. Tốt, Hắc Long Thánh Nhân gật đầu một cái nói. Hắn cũng tìm hiểu thật lâu trận pháp, cuối cùng chỉ là tìm được mắt trận nơi, nhưng đối với phá trận vẫn là một đầu sương mù nước, có lẽ cái này Lăng Tiêu thật sự có thể phá khai đại trận. Vèo, Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên đồng thời. Nhún người hướng về trước mắt trong mây bay đi, nháy mắt quanh thân mây mù tràn ngập, hai người bọn họ bóng người tự bị triệt để che mất. Ầm ầm ầm, biển mây như là sôi trào nước giống như vậy, bắt đầu trở nên sôi trào mãnh liệt lên. Phảng phất là đã nhận ra Lăng Tiêu xâm lấn, trước mắt này tòa cổ xưa đại trận phun trào khỏi nóng rực hào quang, từng nét bùa chú bốc lên đan dệt, tạo thành một mảnh kinh khủng thần quang bão táp, hoàn toàn đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cuốn vào đến rồi trong đó. Hư không rung động, một từng chùm sáng xông lên tận trời. Ẩn chứa một loại mênh mông thiên uy, để bốn phía cái kia chút bên trong dãy núi yêu tộc đều là run lẩy bẩy. Thân ở đại trận bên trong Lăng Tiêu, nhất thời tự bị đại trận công kích mãnh liệt nhất. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà lên, lít nha lít nhít không biết có hơn mấy ngàn vạn đạo, mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa đại đạo phù văn, mỗi nhất kích đều có thể so với thánh nhân sức mạnh, dồn dập hướng về Lăng Tiêu trên người chém rơi xuống. Thật là khủng khiếp đại trận, Long Ngạo Thiên tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia mênh mông còn như hải dương một loại kiếm khí, vẻn vẹn là một đạo hắn cũng không có cách nào chống lại, e sợ nháy mắt tựu sẽ hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh cực kỳ, toàn thân áo trắng bay bay, mang theo Long Ngạo Thiên đạp hư mà đứng, bốn phía cái kia chút mãnh liệt mà đến kiếm khí, phảng phất căn bản đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt.
con, tranh, từng đạo kiếm khí chém vào Lăng Tiêu trên người, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao kích thanh âm, phảng phất như là chém vào cứng rắn thần kim bên trên, căn bản không có cách nào đối với Lăng Tiêu thân thể tạo thành chút nào thương tổn, thậm chí tự liền vệt trắng cũng không có cách nào lưu lại một đạo. Lăng Tiêu quanh thân có màu tím thần quang bốc lên, ẩn chứa một loại bất hủ thần bí ý nhị, ở sau người hắn phảng phất có một phương cổ xưa thế giới nổi lên, đem đầy trời kiếm khí đều nuốt vào đến rồi trong đó. Hồng Mông bất diệt thể, đây là Lăng Tiêu thân thể dung hợp Hồng Mông tử khí, Phổ Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp phía sau ngưng tụ ra tuyệt thế thân thể, so với thân thể thành thánh còn kinh khủng hơn, hoàn mỹ không một tì vết, kiên cố tới cực điểm. Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên cất bước hướng về bên trong thung lũng đi đến, xem ra hết sức ung dung. Nếu như nhìn thấy Lăng Tiêu dễ dàng như vậy tự chống lại rồi cái kia đầy trời pháp tắc kiếm khí, chỉ sợ Hắc Long Thánh Nhân sẽ đem con ngươi đều kinh động ra. Ầm ầm ầm, phảng phất là đã nhận ra Lăng Tiêu ở xâm lấn đại trận, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu bạo phát. Từng đạo nóng rực lôi quang bốc lên, xích thần trật tự đan dệt, dồn dập hóa thành cực kỳ cường đại sức công kích, phảng phất có thể đem hết thảy đều quay về hỗn độn, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng ác liệt, hắn quyền ra như rồng, quanh thân tử khí doanh doanh, mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo, ẩn chứa vô địch khí thế, như một viên tử kim sắc thần dương bốc lên, đem tất cả công kích dồn dập cắt đứt. Hắn dĩ nhiên là cứng rắn đỡ lấy đại trận sát cơ, mang theo Long Ngạo Thiên cường xông tiến nhập đại trận bên trong. Đại trận ở ngoài, Hắc Long Thánh Nhân trên mặt cũng là lộ ra một tia thấp thỏm vẻ. Đại trận bộc phát ra cái kia cỗ ba động khủng bố, để hắn đều là cảm giác được tê cả da đầu, hắn hiện tại có chút hối hận để Lăng Tiêu đi phá trận. Nếu như Lăng Tiêu chết ở đại trận bên trong, hắn còn muốn tưởng tìm kiếm một vị cường đại như vậy minh hữu, sẽ rất khó. Vèo, 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 nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Hào quang rừng rực dâng lên, mạnh mẽ vô cùng khí tức giáng lâm ở trên dãy núi không, ở Hắc Long Thánh Nhân xuất hiện trước mặt ba cái khí tức ngập trời bóng người. Một cái thanh niên mặc áo bào đen, khí chất âm lãnh, con mắt như rắn độc một loại tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu vẻ mặt, một cái là thân mặc áo bào vàng đồng tử, đầu rất lớn, thân thể thấp bé, khuôn mặt hết sức xấu xí, đầu trên càng là có thêm mấy chục đạo bướu thịt, tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc khí tức. Một người mặc hắc sa đàn bà xinh đẹp, vóc người hết sức nóng nảy, một cái nhíu mày một nụ cười trong đó tản ra phong tình vạn trùng, để máu người mạch căng phồng. Hắc Long Thánh Nhân, đại trận bên trong là ai? Ngươi không trải qua quá của chúng ta cho phép, lại dám một mình tới nơi này phá trận. Thanh niên mặc áo bào đen kia lạnh giọng nói ra, quanh thân tản ra sát ý lạnh như băng. Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân, Hắc Hồ Thánh Nhân, ta Hắc Long muốn đi nơi nào, muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn bẩm báo các ngươi hay sao? Ở đây vốn là ta Long tộc tiền bối động phủ, trong đó truyền thừa cũng chỉ có thể từ ta Long tộc người thu được. Hắc Long Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, âm thanh vô cùng bá đạo, quanh thân tản ra kiêu căng khó thuần gợn sóng, đối chọi tương đối, chút nào đều không nhượng bộ. Đây mới thật sự là Long tộc cường giả, bạo ngược, bá đạo, uy nghiêm mà kiệt ngạo. Trước Hắc Long Thánh Nhân đối mặt Lăng Tiêu bộ kia tao nhã lễ độ dáng vẻ, hoàn toàn là giả vờ thôi, mà hiện tại mới là hắn chân chính dáng vẻ. Ngươi Long tộc tiền bối động phủ, ta nhổ vào, Hắc Long, ngươi thiếu ở trên mặt chính mình rát vàng. Chính ngươi đều bị đuổi ra khỏi Long tộc, sớm đã không phải là Long tộc người, còn có mặt mũi lấy Long tộc tự xưng. Huyền Xà Thánh Nhân khinh thường nói, Hắc Long, đại trận bên trong người là ngươi mời tới phá trận sao? Đại trận này vô cùng khủng bố, không phải người bình thường có thể phá vỡ. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là hợp tác với chúng ta, đồng thời phá trận, trong động phủ thu hoạch chúng ta chia đều, làm sao? Kim Thiềm Thánh Nhân nhìn trước mắt sôi trào mãnh liệt đại trận, chậm rãi nói ra. Hi hi, Hắc Long ca ca, ngươi làm sao một người chạy tới phá trận? Cũng không chờ một chút muội muội, để người ta thật đau lòng a. Hắc Hồ Thánh Nhân cười khúc khích, quay về Hắc Long Thánh Nhân liếc mắt đưa tình nói ra. Tao hồ ly. Hắc Long Thánh Nhân thầm mắng một tiếng nói, Hắc Hồ Thánh Nhân cái kia loại phong tình vạn chủng khí chất, tự liền hắn đều có chút không cầm được, bất quá hắn vẫn ho nhẹ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nói đúng là nhẹ, như là các ngươi có thể phá trận, chỉ sợ sớm đã động thủ chứ. Còn không phải là bởi vì các ngươi không chắc chắn, đừng nói dễ nghe như vậy, tòa động phủ này bên trong bảo vật, với các ngươi một chút quan hệ đều không có. Chương 2509, chương 2509, Ngao Thánh Cung. Hắc Long. Coi như là tòa động phủ này bên trong là ngươi Long tộc cường giả lưu lại động phủ, nhưng nó nhưng là chúng ta đồng thời phát hiện, bảo vật trong đó ngươi muốn là muốn nuốt một mình, chúng ta có thể không đáp ứng. Huyền Xà Vương cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Kha kha, cùng hắn phí cái gì lời. Hắn nếu mời giúp đỡ đến phá trận, vậy chúng ta ngược lại muốn xem
hắn này người trợ giúp đến cùng có năng lực gì, nếu như có thể phá trận, vừa vặn có thể để cho chúng ta tiến vào trong động phủ. Kim Thiềm Thánh Nhân cười hắc hắc nói, ba đại yêu thánh mơ hồ cùng Hắc Long Thánh Nhân rằng co lên, từng cái trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, bọn họ mặc dù biết Hắc Long Thánh Nhân chiến lực cường đại, thế nhưng ở ba người bọn họ liên thủ chi hạ, Hắc Long Thánh Nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vì trong động phủ bảo tàng, ba đại yêu thánh không hẹn mà cùng tự đứng chung một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu đạo hữu, ngươi thật sự có thể phá khai đại trận sao? Hắc Long Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút mâu thuẫn, vừa hy vọng Lăng Tiêu có thể phá trận, cũng lo lắng tiếp đó sẽ cùng ba đại yêu thánh bởi vì động phủ bảo tàng mà tranh đấu. Biển mây bốc lên, phù văn rừng rực, toàn bộ đại trận sức mạnh phảng phất đều bị dẫn động. Thật là khủng khiếp đại trận, này chí ít cũng là đế quân cấp bậc đại trận, chỉ là thời gian quá xa xưa, bằng không ta cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Ầm ầm ầm, này tòa cổ xưa đại trận, ẩn chứa cường đại vô thượng đế uy, nóng rực thần quang bốc lên, dĩ nhiên ở Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên xung quanh, tạo thành từng cái màu vàng cự long, xem ra sinh động như sinh, khác nào chân thật giống như vậy, ẩn chứa cường đại long uy, chiến ý cuồn cuộn ngất trời, dồn dập hướng về Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vồ giết mà tới. Long Ngạo Thiên tuy rằng bị Lăng Tiêu bảo vệ, nhưng vẫn nhưng mà có thể phát hiện đến cái kia loại sức mạnh kinh khủng, phảng phất chỉ là một tia, là có thể để hắn triệt để hóa thành bột mịn. Ồ, không đúng, đại trận này, có gì đó quái lạ. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được đại trận này sức mạnh càng ngày càng khủng bố, như là hoàn toàn hồi phục một dạng, dù hắn nắm giữ Hồng Mông Bất Diệt Thể, giờ khắc này cũng là có chút cố hết sức lên. Đại trận bên trong ẩn chứa mênh mông viễn cổ long uy, cường hãn tuyệt luân, Lăng Tiêu càng là toàn lực phá trận, đại trận sức mạnh lại càng cường. Hơn nữa, Lăng Tiêu lờ mờ có thể phát hiện đến, đại trận này để hắn cảm giác được có một tia hết sức quen thuộc cảm giác. Nếu là Long tộc tiền bối lưu lại động phủ, vậy khẳng định là hy vọng có thể đem truyền thừa để cho Long tộc hậu nhân. Ngạo Thiên, ngươi theo ta đồng thời thôi thúc tổ long bí thuật. Lăng Tiêu có chút khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nói. Tốt, Long Ngạo Thiên gật đầu một cái nói, cũng là nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trên người đều là đồng thời bùng nổ ra một luồng cổ lão mà khí tức thần bí gợn sóng, có mênh mông mà thương mang tiếng rồng ngâm ở bên trong đất trời nổ vang. Ngang, ngang, tiếng rồng ngâm chấn động bát phương, Lăng Tiêu quanh thân tử khí bốc lên, áng vàng tràn ngập, dĩ nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc cự long, lượn lờ cửu sắc thần quang, khí tức khủng bố vô cùng. Mà Long Ngạo Thiên quanh thân huyết khí bốc lên, trực tiếp ngưng tụ ra một cái cửu sắc thần long, xem ra mênh mông mà cổ lão, phảng phất là từ hỗn độn bên trong mà đến, mang có một loại nhìn xuống thương sinh, uy chấn vạn linh vô địch tư thế. Ở cảm thấy Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trên người cái kia cỗ long uy phía sau, trước mắt đại trận này dĩ nhiên nháy mắt tự lắng xuống, tất cả sát cơ hoàn toàn biến mất rồi. Vèo, vèo, hai đạo hào quang óng ánh từ sơn cốc nơi sâu xa phóng tới, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên bao phủ lại, hai người bọn họ cũng không có phản kháng. Tùy ý cái kia hai vệt sáng đem bọn hắn hướng về bên trong thung lũng bay đi. Ầm ầm ầm, cái kia hai vệt sáng phảng phất đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đưa vào đến rồi sơn mạch nơi sâu xa. Bốn phía đều là hào quang óng ánh, mênh mông long khí tràn ngập, phảng phất tạo thành từng đạo thần bí long hình bóng mờ, có hỏa long, thủy long, kim long, thổ long, mộc rồng, hắc long. Các loại long tộc cảnh tượng ẩn chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng. Sương mù hỗn độn bốc lên, hào quang rừng rực óng ánh lóa mắt. Ở Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mặt, xuất hiện một tòa hùng vĩ mà cung điện to lớn. Tòa cung điện kia xem ra như thiên cung giống như vậy, tản ra vạn trượng ánh sáng, óng ánh lóa mắt, có từng nét bùa chú bốc lên đan dệt, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất phát ngang ở bên trong đất trời, để người sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đây chính là vị kia Long tộc tiền bối động phủ sao? E sợ không có đơn giản như vậy chứ? Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Cái kia hai vệt sáng đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đưa vào cung điện cửa tự biến mất không thấy, hai người nhìn trước mắt cung điện to lớn, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở phía trên cung điện, có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, mênh mông mà cổ lão. Ngao Thánh Cung, đương nhiên không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi này không chỉ là một vị thánh vương động phủ, có lẽ là một vị đế quân động phủ cũng bất nhất định. Lăng Tiêu trong con ngươi thần quang sáng quắc, chậm rãi nói ra. Ngao Thánh Cung, Ngao Thánh. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Ta nhớ ra rồi, Ngao Thánh chính là Long tộc trăm vạn năm trước đời trước Long Quân, hắn. Động phủ của hắn tại sao lại ở chỗ này?
Long Ngạo Thiên nhìn Ngao Thánh Cung ba chữ lớn, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Long Ngạo Thiên ở thức tỉnh rồi tổ long huyết mạch phía sau, trong đầu cũng nhiều hơn rất nhiều long tộc huyết mạch truyền thừa ký ức, lại căn cứ long tộc một ít cổ lão điển tịch ghi chép, Long Ngạo Thiên phát hiện Ngao Thánh chính là long tộc trăm vạn năm trước đời trước Long Quân, chẳng qua là chiến chết ở ma tộc xâm lấn trong trận chiến ấy. Ngao Thánh tại sao lại ở chỗ này để lại một tòa động phủ? Trăm vạn năm trước long tộc đời trước Long Quân sao? Xem ra chúng ta là phát hiện một địa phương a. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Bên ngoài sơn cốc đại trận kia quá kinh khủng, như không phải hắn cùng Long Ngạo Thiên đều thúc giục tổ long bí thuật, nghĩ muốn cường hành phá trận căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đại trận kia ẩn chứa cường đại đế uy, mặc dù quá khứ thời gian rất lâu, nhưng coi như là đại thánh cũng không có cách nào phá khai đại trận, có lẽ chỉ có thánh vương cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắc Long Thánh Nhân bốn đại yêu thánh tuy rằng phát hiện long tộc động phủ, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên không có khả năng phá trận mà vào. Biểu ca, xem ra là trong cõi u minh đã định trước, ta Long Ngạo Thiên cần phải trở thành đời kế tiếp Long Quân a. Chỉ cần ta thu được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, ai còn có thể có tư cách theo ta tranh cướp Long Quân vị trí. Long Ngạo Thiên cực kỳ hưng phấn nói, xem trước một chút trong này đến cùng có hay không có Ngao Thánh Long Quân truyền thừa nói sau đi. Cái tên nhà ngươi tu vi vẫn quá thấp. Đi, chúng ta vào xem. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Ngao Thánh Long Quân truyền thừa đúng là vui mừng ngoài ý muốn, đối với Long Ngạo Thiên tới nói rất trọng yếu. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, một vị Long Quân truyền thừa không tính là gì, hắn trên người đã có Thiên Ngục Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa, vị này Ngao Thánh Long Quân nhiều nhất cũng chính là đế quân tu vi thôi. Chương 2510, Hỗn Độn Tổ Long Kinh. Ầm ầm, hai miếng cổ xưa cửa lớn chậm rãi mở ra. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đi vào Ngao Thánh Cung bên trong. Nóng rực thần quang bốc lên, phảng phất là mở ra năm tháng phủ đầy bụi cửa lớn, có một loại cổ xưa thương mang khí tức tràn ngập, ở Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mặt phảng phất xuất hiện một cái bao phủ cửu sắc thần hà cự long. Cái kia một cái cự long dài tới ngàn tỷ dặm, nối tiếp nhau ở mênh mông vô biên trong tinh không, tản ra cổ xưa kinh khủng khí tức gợn sóng, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. To lớn đầu rồng còn như sơn nhạc sự hùng vĩ, sắc bén long chảo dường như trụ trời. Dâu rồng như buông xuống ngày chi dây leo, long lân như cửu thiên ngôi sao đấu, long nhãn như nhật nguyệt chi óng ánh. Đứng ở nơi này một cái cự long trước mặt, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đều sinh ra một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác, như sâu kiến đang ngước nhìn thần long. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, này, chính là Ngao Thánh Long Quân sao? Long Ngạo Thiên thanh âm đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Loại này long uy xác thực hết sức chân thực. Nhưng chiều cao ngàn tỷ dặm, e sợ chỉ có thái cổ tổ long mới có thể đạt đến trình độ như thế này, đây không phải là Ngao Thánh Long Quân chân thân, hẳn là. Ồ, này dĩ nhiên là một thiên kinh văn. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong con người trắng đèn ánh sáng đan dệt, phảng phất nháy mắt tự xem thấu này một cái chín màu cự long bản chất. Ầm ầm ầm, Long Ngạo Thiên không tự chủ tự bạo phát ra tổ long huyết mạch, đồng thời bắt đầu vận chuyển tổ long bí thuật. Phảng phất là đã nhận ra Lăng Tiêu trên người tổ long huyết mạch. Trước mắt này một cái cổ xưa cự long dĩ nhiên nháy mắt kịch liệt chấn động lên, sau đó ầm ầm một hồi phá nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, chiếu sáng vũ trụ mênh mông. Ở vô tận mưa ánh sáng bên trong, một phần bị cửu sắc thần quang bao phủ kinh văn chậm rãi hiện ra. Cái kia một thiên kinh văn vô cùng hùng vĩ, mỗi một chữ đều như một viên tinh thần, tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng, giờ khắc này bị Long Ngạo Thiên trên người tổ long huyết mạch hấp dẫn, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Long Ngạo Thiên trong cơ thể vọt tới. Hỗn Độn Tổ Long Kinh, năm cái chữ to cổ xưa hiện ra, tản ra mênh mông, uy nghiêm, cổ xưa hùng hồn khí tức gợn sóng, phảng phất có thể thôn phệ chư thiên, phá diệt vạn giới. Lăng Tiêu chỉ là thấy được cái kia năm chữ to, cái kia một thiên kinh văn nhất thời tựu dâng trào mà đến, đem Long Ngạo Thiên bao phủ lại. Hỗn Độn Tổ Long Kinh, đây cũng không phải là Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, đây chẳng lẽ là Long tộc chí cao đế kinh sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong con người có vẻ khiếp sợ. Hỗn Độn Tổ Long Kinh bộc phát ra khủng bố khí tức gợn sóng, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, khí thế dĩ nhiên chút nào đều không thua ở Tuế Nguyệt Kinh cùng Thiên Ngục Kinh, có thể thấy được này nhất định cũng là một loại vô thượng đế kinh. Chẳng lẽ là Thái Cổ Tổ Long lưu lại chí cao đế kinh sao? Lăng Tiêu âm thầm suy đoán nói, Ngao Thánh Long Quân nếu là Long tộc đời trước Long Quân, tu luyện nhất định là Long tộc chí cao đế kinh. Này Hỗn Độn Tổ Long Kinh cần phải chính là Long tộc mỗi một đời Long Quân truyền thừa. Lăng Tiêu trong cơ thể tuy rằng không có Tổ Long huyết mạch, thế nhưng hắn tu luyện Tổ Long bí thuật, nếu là muốn cường hành ra tay,
nhất định có thể đem hỗn độn tổ long kinh truyền thừa cho cướp hạ xuống. Bất quá đây là Long Ngạo Thiên cơ duyên, hơn nữa thích hợp nhất Long Ngạo Thiên tu luyện, Lăng Tiêu cũng không có ra tay. Đợi đến Long Ngạo Thiên chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa phía sau, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể mượn tới nhìn qua, hắn rất tò mò này hỗn độn tổ long kinh cùng tổ long bí thuật trong đó đến cùng có kỳ dị gì liên hệ. Ầm ầm ầm, Long Ngạo Thiên quanh thân cửu sắc thần hà bao phủ, phảng phất tạo thành một cái to lớn kén, đưa hắn bao ở trong đó, tiếp thu hỗn độn tổ long kinh truyền thừa. Mà cái kia một cái ngàn tỷ dặm lớn lên cự long biến mất phía sau, cảnh tượng trước mắt cũng là khôi phục bình thường, đây chính là một tòa cổ xưa cung điện, tràn ngập hào quang óng ánh, có cường đại long uy bốc lên, bảo quang phân tán. Ồ, này chẳng lẽ chính là Ngao Thánh Long Quân Long Châu sao? Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, nhất thời nhìn thấy xa xa có hào quang óng ánh lấp lóe, phảng phất là một viên nóng rực thái dương ở hỗn độn khí bên trong chìm nổi. Lăng Tiêu bước nhanh tới, phát hiện ngoại trừ viên kia lớn nhất thái dương ở ngoài, còn có 9 viên mặt trời nhỏ, đều là ở hỗn độn khí bên trong chìm nổi, xem ra óng ánh như hoàn mỹ bảo ngọc. Dĩ nhiên là 10 viên Long Châu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lớn nhất viên Long Châu kia, xem ra dĩ nhiên có đầu lâu to nhỏ, tản ra cửu sắc thần quang, trong đó loáng thoáng phảng phất có một gốc cây cổ xưa đại thụ, xem ra cành lá sum suê, ẩn chứa bừng bừng sinh mệnh khí tức, đồng thời cùng chư thiên vạn đạo liên kết, tản ra cường đại pháp tắc gợn sóng. Những thứ khác 9 viên Long Châu, có tản ra 8 sắc thần hà, có tản ra thất sắc thần hà, nhưng kém nhất một viên cũng tản ra 6 sắc thần hà, trong đó đều có thần bí cổ thụ hiện ra. Tổ Long huyết mạch, thánh đạo chi thụ, xem ra này Ngao Thánh Long Quân tu vi tuy rằng không có đạt đến đế quân cảnh giới, nhưng cũng đã là một vị thiên tôn, thậm chí chạm tới đế cảnh sức mạnh. Lăng Tiêu nhìn viên kia tản ra cửu sắc thần quang Long Châu thở dài nói, tản ra cửu sắc thần quang Long Châu chính là Ngao Thánh Long Quân Long Châu, cửu sắc thần quang đại diện cho tổ long huyết mạch, đại diện cho huyết mạch cực hạn cùng cao quý, trong đó cây kia cổ thụ chính là thánh đạo chi thụ, thánh đạo khí tức cường hãn tới cực điểm, đã ở hướng về đế cảnh lột xác. Mà những thứ khác 9 viên Long Châu, cũng đều là năm đó tùy tùng Ngao Thánh Long Quân đánh một trận long tộc cường giả lưu lại, cũng đều là thánh vương cảnh cường giả. Thập đại thánh vương ngang trời, có thể thấy được trăm vạn năm trước long tộc là hạng nào hưng thịnh. Ngao Thánh Đế Quân Long Châu, đối với Ngạo Thiên huyết mạch cũng không có tác dụng gì, có lẽ ta có thể nhờ vào đó một lần đem tổ long bí thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt có một tia vẻ chờ mong. Hắn tuy rằng gặp may đúng dịp chi hạ, ở thời khắc sống còn dung hợp hỗn độn chí bảo, ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, nhưng hồng mông bất diệt thể nên làm gì tăng lên, còn cần hắn dung hợp vạn pháp, tự hành tìm hiểu. Này Ngao Thánh Long Quân trong Long Châu, ẩn chứa tổ long huyết mạch, vừa vặn có thể nhờ vào đó để Lăng Tiêu huyết mạch được lột xác, đem tổ long bí thuật tu luyện viên mãn. Cho tới những thứ khác 9 viên Long Châu, đến thời điểm có thể tùy ý lấy ra một viên cho Hắc Long Thánh Nhân. Nếu như Hắc Long Thánh Nhân biết ở đây dĩ nhiên là Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, chỉ sợ ruột đều phải hối hận thanh. Cuối cùng, Lăng Tiêu lại ở bên trong cung điện tìm được một thanh kiếm. Xác thực nói, đó là một thanh đoạn kiếm. Kiếm thành long hình, nhưng giờ khắc này rồng đuôi vị trí nhưng là trực tiếp gãy, chỉ còn lại có đầu rồng cùng thân rồng, toàn thân mờ mịt, hiện ra một loại hỗn độn màu sắc, xem ra không phải vàng không phải ngọc, chất liệu như tảng đá. Nhưng Lăng Tiêu nhưng từ thanh kiếm này bên trên, cảm thấy một luồng hung hãn ngập trời khí tức gợn sóng, đồng thời có từng sợi nhỏ bé nhưng cũng kinh khủng cực đạo đế uy tản mát ra. Dĩ nhiên là một thanh không trọn vẹn cực đạo đế binh. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng suy đoán chỉ sợ thanh kiếm này rất có thể chính là Ngao Thánh Long Quân bội kiếm. Chương 2511, Long Uyên cổ kiếm. Long Uyên, ở trên thân kiếm, có hai cái chữ to cổ xưa, móc sắt ngân bức tranh, ác liệt phi phàm. Long Uyên cổ kiếm sao? Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, đưa tay đem Long Uyên cổ kiếm rút lên. Tuy rằng đã là đoạn kiếm, nhưng Long Uyên cổ kiếm vẫn như cũ sắc bén vô cùng, đồng thời ẩn chứa một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng, phảng phất có một vị cường đại thần long bàn nằm ở trong đó, có tiếng rồng ngâm chấn động hư không. Chuôi này Long Uyên cổ kiếm vốn là cực đạo đế binh, nhưng chỉ sợ là ở trăm vạn năm trước trong trận chiến ấy hư hại, mất đi nửa đoạn mũi kiếm, bây giờ chỉ là một thanh không trọn vẹn cực đạo đế binh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng Long Uyên cổ kiếm không trọn vẹn, nhưng là thích hợp cho rằng Long Ngạo Thiên binh khí. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, Long Ngạo Thiên bây giờ tu vi vẫn quá thấp một điểm, căn bản không thể luyện hóa xong chỉnh cực đạo đế binh. Không trọn vẹn cực đạo đế binh được sự giúp đỡ của Lăng Tiêu, vẫn có thể đem cho luyện hóa. Đem Long Uyên cổ kiếm cất vào đến, Lăng Tiêu lại kiểm tra cẩn thận một hạ, phát hiện cũng không có bảo vật của hắn.
Bất quá tòa này Ngao Thánh Cung cũng là một kiện cường đại cực phẩm thánh bảo, tự thành không gian, hơn nữa còn ra chỉ cường đại tụ linh trận pháp, vừa vặn có thể cho Long Ngạo Thiên dùng tu luyện. Ta đến thử xem, nhìn có thể không mượn Ngao Thánh Long Châu, đem tổ long bí thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu tự nhủ, trong lòng bàn tay của hắn ánh sáng óng ánh, nổi lên Ngao Thánh Long Châu. Lăng Tiêu bây giờ đã ngưng tụ tổ long thân thể, nhưng là bởi vì hắn không có tổ long huyết mạch, vì lẽ đó còn không có cách nào hoàn toàn đem tổ long bí thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Viên này Ngao Thánh trong Long Châu tổ long huyết mạch, vừa vặn chính là của hắn cơ duyên nơi. Vù, Ngao Thánh Long Châu tản ra hào quang óng ánh, như một viên mặt trời nhỏ giống như vậy, trong đó có một gốc cây thánh đạo chi thụ, cành lá phảng phất cùng chư thiên vạn đạo liên kết, xem ra vô cùng thần bí. Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển tổ long bí thuật. Nhất thời quanh người hắn tràn ra từng đạo cửu sắc vầng sáng, một luồng cường đại long uy từ trên người hắn tản ra. Ngao Thánh Long Châu bị Lăng Tiêu mở miệng nuốt xuống. Ngang, Lăng Tiêu trong miệng phát sinh một đạo cổ xưa tiếng rồng ngâm, trong phút chốc làm cho cả Ngao Thánh Cung đều đang kịch liệt rung động. Ngao Thánh trong Long Châu tổ long huyết mạch, theo Lăng Tiêu vận chuyển tổ long bí thuật, trong phút chốc tự hóa thành một luồng cửu sắc dòng lũ, hướng về Lăng Tiêu toàn thân tuôn tới. Lăng Tiêu trên người khí tức càng ngày càng khủng bố, thánh uy tràn ngập. Cường đại lực cắn nuốt bộc phát ra, Ngao Thánh trong Long Châu Thánh đạo chi thụ, cũng là bắt đầu bị Lăng Tiêu luyện hóa. Ở Lăng Tiêu trong óc, phảng phất xuất hiện một bộ cực kỳ thần bí cảnh tượng. Hỗn độn ban đầu, có thái cổ tổ long từ hỗn độn bên trong đản sinh, có vô thượng thiên phú, chính là hỗn độn sinh linh, sinh mà tự có sức mạnh vô cùng to lớn. Thái cổ tổ long dài tới ngàn tỷ dặm, lấy những thứ khác hỗn độn sinh linh làm thức ăn, có thể chém giết cái kia chút kinh khủng thái cổ hung thú, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lăng Tiêu ở dung hợp tổ long huyết mạch phía sau, thì dường như xuyên thấu qua vô cùng vô tận thời không, thấy được thái cổ tổ long cái kia khủng bố, uy nghiêm, cổ xưa hình tượng mạnh mẽ. Hắn tổ long bí thuật nháy mắt tự bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên. Ngang, 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 từng đạo tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, cổ xưa thần bí, Lăng Tiêu quanh thân đều tản ra sáng chói cửu sắc thần hà, khí tức trở nên uy nghiêm mà thần bí. Ầm ầm, đến cuối cùng, cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vị cường đại cự long. Lượn lờ cửu sắc thần quang, uy nghiêm mà bá đạo, tản ra một đời không ai bì nổi cuồn cuộn ngất trời khí tức. Lăng Tiêu cảm giác được cả người tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất tiện tay một đòn là có thể phá nát tinh thần, hủy thiên diệt địa. Đây chính là tổ long bí thuật sao? Bất quá ta có thể cảm giác được, phảng phất thiếu chút nữa cái gì mới có thể hoàn toàn viên mãn. Lăng Tiêu trong con người thần quang trong trẻo, tự nhủ. Cơ thể hắn cường hãn tới cực điểm, chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể trấn áp đại thánh, thậm chí cùng thánh vương cường giả một trận chiến. Nhưng Lăng Tiêu luôn cảm thấy, cơ thể hắn còn không có hoàn toàn viên mãn, còn kém vật gì đó, mới có thể đem tổ long bí thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Ầm ầm ầm, mà Lăng Tiêu trong cơ thể, tử khí bốc lên, có khai thiên ích địa hỗn độn ánh sáng hiện ra, như một mảnh hỗn nguyên, tổ long bí thuật ở dung nhập vào trong cơ thể hắn phía sau, dĩ nhiên nháy mắt đã bị một mảnh kia hỗn độn cắn nuốt mất rồi, trở thành hỗn độn một bộ phận. Hồng Mông bất diệt thể mới là của ta căn bản, bất quá ta nếu như muốn, bất cứ lúc nào đều có thể ngưng tụ ra tổ long thân thể. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Hắn từ chết vào sinh, dung hợp hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp mới ngưng tụ ra Hồng Mông bất diệt thể, đây mới là hắn căn bản, mà tổ long bí thuật cũng không có cách nào chống lại hắn Hồng Mông bất diệt thể, vì lẽ đó tổ long huyết mạch tiến vào trong cơ thể hắn phía sau, rất nhanh đã bị Hồng Mông bất diệt thể cho đồng hóa. Bất quá lấy Hồng Mông bất diệt thể thần diệu, tùy thời có thể diễn hóa ra tổ long thân thể. Xem ra, ta nhất định muốn mau chóng hoàn thiện Hồng Mông bất diệt thể tu luyện pháp môn. Có lẽ có thể tham khảo một hạ hỗn độn tổ long kinh, long tộc thân thể tu luyện bí mật, cử thế vô song. Còn có ma tộc cùng Phật môn, đến thời điểm bọn họ luyện thể thuật, ta đều muốn mượn đến nhìn qua. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước hắn ở Ngộ Đạo Thụ chi hạ, nghĩ muốn dung hợp vạn pháp, lô nuôi trăm trải qua. Nhưng cũng chỉ là một cái bước đầu phương hướng, Lăng Tiêu biết mình gốc gác còn chưa đủ, nhất định muốn đọc hết bách gia, tìm hiểu vạn kinh, mới có thể từ từ đi ra con đường của chính mình. Lăng Tiêu vừa tu luyện, một bên vì là Long Ngạo Thiên hộ pháp. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên cũng đã tỉnh, biểu ca, này hỗn độn tổ Long Kinh quá kinh khủng. Dĩ nhiên là giác tỉnh quanh thân vi hạt, mỗi một vi hạt đều diễn hóa ra một con thần Long, thân thể có 840 triệu vi hạt. Cuối cùng 840 triệu vi hạt toàn bộ lột xác thành thần long, chính là chí cao vô thượng thái cổ tổ long, một đòn chi hạ để chư thiên phá nát, vạn linh ngã xuống, coi như là đế quân đều có thể bị một lòng bàn tay đập chết. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, quay về Lăng Tiêu nói ra.
thân thể 840 triệu vi hạt, ngưng tụ 840 triệu thần long lực lượng sao? Quả nhiên không hổ là long tộc chí cao vô thượng hỗn độn tổ long kinh a. Lăng Tiêu Sợ thở dài một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Biểu ca, ta đã hoàn toàn chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, đây là truyền thừa ngọc thạch, còn có một lần truyền thừa cơ hội, đưa cho ngươi đi. Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một khối cửu sắc ngọc thạch. Long Ngạo Thiên mặc dù có thể được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, là bởi vì Ngao Thánh Long Quân ở trước khi chết đem hỗn độn tổ long kinh khắc ở truyền thừa ngọc trên đá, khối này truyền thừa ngọc thạch có hai lần truyền thừa cơ hội. Kỳ quái, Ngao Thánh Long Quân nếu có thể đem động phủ ở lại chỗ này, vì sao không đem truyền thừa đưa về long tộc tổ địa? Lăng Tiêu nhận lấy truyền thừa ngọc thạch, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 2512, Long Ngạo Thiên niết bàn kiếp. Có lẽ hắn là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng đi. Này hỗn độn tổ long kinh chỉ có mỗi một đời long quân mới có thể tu luyện, xem ra ta Long Ngạo Thiên nhất định là đời kế tiếp long quân. Long Ngạo Thiên cực kỳ được nước nói. Đây là Long Uyên cổ kiếm, trong đó Ngao Thánh Long Quân khí tức đã hoàn toàn biến mất rồi, ngươi đem luyện hóa, làm bội kiếm của ngươi đi. Lăng Tiêu đem Long Uyên cổ kiếm đưa cho Long Ngạo Thiên, đồng thời cũng đưa cho hắn một viên tám sắc long châu, trong long châu tích chứa bảng bạc thánh đạo năng lượng, đối với Lăng Tiêu tới nói tác dụng có lẽ cũng không lớn. Nhưng lại có thể để Long Ngạo Thiên tu vi tiến thêm một bước. Long Ngạo Thiên bây giờ thức tỉnh rồi tổ long huyết mạch, càng là chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, chỉ cần luyện hóa long châu, tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió. Long Uyên cổ kiếm, không trọn vẹn cực đạo đế binh, đáng tiếc a, nếu như không sứt mẻ cực đạo đế binh là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động đạo. Nhưng nghe đến Lăng Tiêu nói Long Uyên cổ kiếm là không trọn vẹn cực đạo đế binh phía sau, tự có chút tiếc nuối. Đừng như vậy lòng tham, nếu như không sứt mẻ cực đạo đế binh, người căn bản không thể đem luyện hóa. Này Long Uyên cổ kiếm tuy rằng thiếu mũi kiếm, nhưng chỉ cần ngươi sau đó có thể tìm về mũi kiếm, nhất định lại là một thanh không sứt mẻ cực đạo đế binh. Lăng Tiêu vỗ Long Ngạo Thiên một lòng bàn tay nói, kha kha, ta biết, Long Ngạo Thiên cực kỳ hưng phấn nói, hắn lúc này tự ngồi xếp bằng xuống. Một bên hấp thu trong long châu sức mạnh, một bên luyện hóa long nguyên kiếm. Ở đây Ngao Thánh cung bên trong hết sức an toàn, phía ngoài đại trận cực kỳ khủng bố, Hắc Long Thánh nhân chở bốn đại yêu thánh căn bản không có cách nào xông tới. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng không vội vã, đều là dự định ở đây Ngao Thánh cung bên trong tốt đẹp tu luyện một phen. Ngang, Long Ngạo Thiên quanh thân huyết mạch bốc lên, dĩ nhiên ở hắn quanh thân chiếm giữ thành một cái cự long, bạo phát ra cổ lão thần bí tiếng rồng ngâm. Hắn luyện hóa viên kia tám sắc trong long châu sức mạnh, dĩ nhiên hết sức dễ dàng, khí tức trong người cùng tu vi rất nhanh tựu bắt đầu bạo tăng. Phảng phất là bởi vì Long Ngạo Thiên thân mang tổ long huyết mạch, đồng thời chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa duyên cớ, dĩ nhiên tự liền luyện hóa Long Uyên cổ kiếm, đều là vô cùng thuận lợi. Long Uyên cổ kiếm chính là long tộc tổ tiên luyện chế, bản thân tự ẩn chứa tổ long khí, cùng Long Ngạo Thiên huyết mạch tạo thành một loại thần bí cộng hưởng, để hắn tốc độ luyện hóa cũng là càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên cực kỳ thuận lợi hấp thu tám sắc long châu sức mạnh, đồng thời luyện hóa Long Uyên cổ kiếm cũng vô cùng thuận lợi, Lăng Tiêu cũng là hơi yên lòng, bắt đầu tiếp thu truyền thừa ngọc thạch bên trong hỗn độn tổ long kinh truyền thừa. Ầm ầm ầm, theo truyền thừa ngọc thạch phóng ra hào quang óng ánh, hỗn độn tổ long kinh hóa thành một thiên kinh văn tiến vào Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu phảng phất thấy được ở vô tận hỗn độn trong hư không, có một cái ngàn tỷ dặm lớn lên thái cổ tổ long, tản ra khí thế ngập trời, ở hướng về hắn hiện ra hỗn độn tổ long kinh ảo diệu. Thân thể vì là đạo, 840 triệu vi hạt, mỗi một vi hạt đều có thể uẩn nhưỡng long khí, hóa thành thần long, 840 triệu thần long tương hỗ là một thể, ngưng tụ thái cổ tổ long, có thể trấn áp chư thiên, có thể thống ngự vạn giới, vì là chúng sinh chi chủ, vì là thần thánh vua. Cổ lão thần bí kinh văn xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu này mới phát hiện, trang này hỗn độn tổ long kinh, dĩ nhiên là chút nào đều không kém gì thiên ngục kinh cùng tuế nguyệt kinh vô thượng đế kinh. Theo Lăng Tiêu thu được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, hắn cả người bắt đầu phát nóng lên, sáng chói thần quang nở rộ ra, một luồng cổ xưa cường đại long uy phun ra. Lăng Tiêu rốt cục cảm giác được, trước hắn tu luyện tổ long bí thuật thời điểm, cái kia loại thiếu hụt thời cơ xuất hiện. Chính là hỗn độn tổ long kinh, tổ long bí thuật cùng hỗn độn tổ long kinh dĩ nhiên là một mạch kế thừa, nhưng hỗn độn tổ long kinh hiển nhiên là ở người trước trên căn bản phát dương quang đại, trở thành một cái nối thẳng vô thượng đại đế cảnh giới con đường. Ngang, 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 Lăng Tiêu bắt đầu không tự chủ vận chuyển hỗn độn tổ long kinh, trong cơ thể hắn có mênh mông tiếng rồng ngâm tràn ngập, trong phút chốc có từng đạo vi hạt nổ ra,
long khí ở trong đó bốc lên, biến thành một cái tung hoành thiên địa mạnh mẽ thần long. Cơ hồ là nháy mắt, Lăng Tiêu trong cơ thể tự có hàng ngàn hàng vạn vi hạt nổ ra, có hỗn độn ánh sáng hiện ra, khác nào khai thiên tích địa giống như vậy, tạo thành một cái lại một con thần long. Này hỗn độn tổ long kinh, quá kinh khủng, thân thể 840 triệu vi hạt nếu như toàn bộ giác tỉnh, ngưng tụ ra thái cổ tổ long, chỉ sợ cũng liền vô thượng đại đế, đều có thể trực tiếp đánh giết chứ. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, đây là một môn vô thượng luyện thể thần công, để hắn trong mơ hồ phảng phất thấy được con đường của chính mình. Này hỗn độn tổ long kinh, hoàn toàn có thể cùng ta Hồng Mông bất diệt thể hòa làm một thể. Một người trong thân thể, 840 triệu vi hạt, có lẽ có thể mở mang 840 triệu thế giới, uẩn nhưỡng 840 triệu thần linh, thế giới sinh diệt không thôi, vĩnh hằng bất hủ, cái này hoặc giả mới thật sự là Hồng Mông bất diệt thể. Lăng Tiêu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thầm nghĩ, trong con ngươi lộ ra cực kỳ hào quang óng ánh. Hắn thông qua hỗn độn tổ long kinh, phảng phất thấy được vô cùng hy vọng. Bất quá này Hồng Mông bất diệt thể nên tu luyện như thế nào cùng tăng lên, còn cần ta tham khảo rất nhiều luyện thể pháp môn. Ma giới chân ma vạn kiếp bất diệt thể, Phật môn đại tự tại kim cương bất phôi thần công, các yêu giới chuyện, này chút ta đều muốn mượn đến nhìn qua. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, tu vi đến rồi đại thánh cảnh giới tăng lên đối với Lăng Tiêu tới nói đã không phải là tối trọng yếu, hắn cần phải đi ra một cái thuộc về hắn con đường của chính mình, mới có thể trong tương lai hoành ép đông đảo thiên kiêu. Đăng lâm vô thượng đại đế cảnh giới. Lăng Tiêu cũng không có chuẩn bị tu luyện hỗn độn tổ long kinh, chỉ là thử nghiệm một xuống tự ngừng lại. Hỗn độn tổ long kinh tuy mạnh, nhưng không phải đạo của hắn, hơn nữa hắn có một loại dã tâm, muốn đi ra một cái trước không có người sau cũng không có người con đường, hoành ép vạn cổ, thành tựu vô địch đại đế. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, thời gian một tháng, Long Ngạo Thiên chỉ có điều luyện hóa viên kia Long Châu 1% sức mạnh thôi, tu vi cũng đã đạt đến no cùng. Long Uyên cổ kiếm cũng đã bị hắn bước đầu luyện hóa, có thể nhờ vào đó sử dụng tới sức mạnh to lớn. Dù sao cũng là một vị thánh vương Long Châu, nếu là bị Long Ngạo Thiên toàn bộ luyện hóa, đủ để tu vi của hắn đạt đến cửu chuyển bán thánh đỉnh cao. Biểu ca, ta muốn độ Niết Bàn Kiếp. Long Ngạo Thiên quay về Lăng Tiêu nói một tiếng đạo, sau đó hắn Niết Bàn Kiếp tự phủ xuống. Ầm ầm ầm, trong hư không nóng rực lôi quang bốc lên, cường đại lôi kiếp lực lượng rơi xuống, đồng thời Long Ngạo Thiên trong cơ thể có vô tận kiếp khí tuôn ra. Để hắn khí tức cấp tốc trở nên suy nhược lên. Dĩ nhiên là phải đồng thời đi độ 3 lần Niết Bàn Kiếp sao? Không hổ là tổ long huyết mạch, Lăng Tiêu trong con người thần mang lóe lên, lộ ra một tia tán thán. Hắn có thể đủ cảm giác được, Long Ngạo Thiên một lần này tích lũy vô cùng hùng hậu, Long Châu vì hắn cung cấp sức mạnh bằng bạc, để tu vi của hắn đạt tới một loại cực hạn, dĩ nhiên đồng thời dẫn động 3 lần Niết Bàn Kiếp. 3 lần Niết Bàn Kiếp mãnh liệt mà xuống, trở nên cực kỳ khủng bố, nháy mắt liền đem Long Ngạo Thiên bao phủ lại. Chương 2513, xuống núi. Bên ngoài sơn cốc, Hắc Long Thánh Nhân, Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân đều chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắc Long đạo hữu, ngươi tìm chính là cái kia phá trận giúp đỡ, không sẽ là chết ở trong đại trận mặt đi. Này cũng hơn một tháng không có động tĩnh. Huyền Xà Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu như không kịp đợi, ngươi có thể đi. Hắc Long Thánh Nhân thản nhiên nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ để ta đi, đừng hòng, ta ngược lại muốn xem, người tìm chính là cái kia giúp đỡ có năng lực gì. Huyền Xà Thánh Nhân cười lạnh nói, căn bản không có muốn rời đi dấu hiệu. Hắc Long Thánh Nhân tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, lúc trước bọn họ bốn đại yêu thánh phát hiện cái địa phương này thời điểm, nghĩ muốn cường hành xông vào đến trong động phủ, nhưng vẫn là kém một chút chết ở đại trận bên trong. Hắn biết rõ đại trận kia khủng bố, vì lẽ đó trong lòng hết sức lo lắng, Lăng Tiêu sẽ không đã chết ở đại trận bên trong đi. Bất quá nhớ tới Lăng Tiêu cái kia loại hờ hững bình tĩnh ánh mắt, nội tâm của hắn tự không tên sinh ra tự tin, để hắn tiếp tục kiên trì. Mà Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân kỳ thực đã sớm không nhịn được, như không phải là bởi vì nhìn thấy Hắc Long Thánh Nhân còn đang kiên trì, bọn họ chưa từ bỏ ý định, cho nên mới phải vẫn ở chỗ này chờ hạ xuống. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này phía trước bên trong thung lũng có nóng rực lôi đình tỏa sáng, trên 9 tầng trời phủ xuống từng đạo cường đại lôi kiếp, đồng thời có cực kỳ nồng nặc kiếp khí tràn ngập ra. Đây là, có người ở bên trong thung lũng độ Niết Bàn Kiếp. Hắc Long, người tìm phá trận người không sẽ là một vị bán thánh chứ? Kim Thiềm Thánh Nhân sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Lấy mắt của bọn hắn ánh sáng, nháy mắt tự nhìn ra rồi, đây không phải là thánh kiếp, chỉ là bán thánh cường giả Niết Bàn Kiếp, mặc dù coi như thanh thế rất mạnh, nhưng cũng để ba đại yêu thánh đô là vô cùng nghi hoặc.
Bọn họ này chút thánh nhân cũng không có cách nào phá khai đại trận, Hắc Long thánh nhân dĩ nhiên tìm tới một cái bán thánh đến phá trận. Các ngươi đoán, Hắc Long thánh nhân bán một cái nút, cười nhạt một tiếng nói. Trong lòng hắn giờ khắc này cũng là có chút yên tâm, độ niết bàn kiếp khẳng định chính là Long Ngạo Thiên, nếu Long Ngạo Thiên đều không sao, Lăng Tiêu khẳng định cũng không sự tình. Đều thời gian một tháng, Lăng Tiêu khẳng định đã tiến vào tòa kia trong động phủ, chỉ cần hắn có thể đủ đem Long Châu mang ra ngoài giao cho mình được rồi. Hắc Long thánh nhân trong lòng mơ hồ bắt đầu mong đợi. Hi hi, một vị bán thánh lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì thiếu niên thiên kiêu. Phong tình vạn trùng Hắc Hồ thánh nhân mị nhãn như tơ, cười hì hì nói. Ầm ầm ầm, trước mắt bên trong thung lũng, từng đạo lôi đình đan dệt, như lôi long một loại ẩn chứa cực kỳ cường đại sức mạnh hủy diệt, không ngừng hướng về phía dưới rơi đi, vô cùng khủng bố. Một ngày một đêm phía sau, Hắc Long thánh nhân chờ bốn đại yêu thánh cũng là có thể phát hiện đến, cái kia cỗ niết bàn kiếp từ từ tản đi. Ầm ầm, nhưng lúc này, lại có một luồng đột phá khí tức bộc phát ra. Này, dĩ nhiên là đồng thời độ niết bàn kiếp, Huyền Xà thánh nhân có chút kinh ngạc nói ra, có thể đồng thời độ hai lần niết bàn kiếp, đây tuyệt đối là thiên kiêu cường giả mới có thể làm được, bằng không người bình thường độ một lần niết bàn kiếp cũng đã là nửa chết nửa sống. Thế nhưng, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, lần thứ hai niết bàn kiếp phía sau, lại có lần thứ ba niết bàn kiếp phủ xuống. Bên trong thung lũng, lôi đình tàn phá, kiếp khí tràn ngập, cường đại niết bàn kiếp dĩ nhiên rằng có 3 ngày 3 đêm. Đến cùng là hạng người gì, lại có thể đồng thời liền độ 3 lần niết bàn kiếp. Kim Thiềm thánh nhân cùng Hắc Hồ thánh nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra nồng nặc vẻ tò mò. Vèo, vèo, cũng không lâu lắm, tự có 2 bóng người từ bên trong thung lũng bay ra, xuất hiện ở 4 đại yêu thánh trước mặt. Lăng Tiêu toàn thân áo trắng bay bay, xem ra siêu phàm xuất trần, có một loại kiểu khác khí chất, ánh mắt óng ánh như tinh không, phảng phất có thể công phu xuyên thủng tất cả. Mà đứng bên cạnh hắn Long Ngạo Thiên, nhưng là người mặc hoàng kim chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn, vóc người oai hùng bất phàm, sợi tóc bay lượn, khí tức cường đại, cả người đều tản ra một loại cường đại khí tức. Long Ngạo Thiên tu vi đã đạt đến tứ chuyển bán thánh cảnh giới. Lần này ở Ngao Thánh Cung bên trong, có thể nói là thu hoạch to lớn, chẳng những nhận được Long tộc chí cao thần công Hỗn Độn Tổ Long Kinh truyền thừa, còn chiếm được 10 viên Long Châu, Long Uyên cổ kiếm cùng với Ngao Thánh Cung, trong này bất kể là bên nào lấy ra, đều là đủ để thánh nhân đỏ mắt trong lòng bảo vật. Mà này chút, đều rơi vào Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trong tay, đặc biệt là Long Ngạo Thiên, có thể nói là thu hoạch khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng tạo hóa. Một vị tứ chuyển bán thánh, một vị thánh nhân, vừa rồi chính là các ngươi ở bên trong thung lũng độ kiếp chứ. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên thật sự có thể không phát hiện chút tổn hao nào đi ra, xem ra trận pháp trình độ không thấp a. Đem bọn ngươi từ trong động phủ lấy được bảo vật đều giao ra đây đi. Huyền Xà thánh nhân cười lạnh một tiếng nói, ở Cao Lâm Hạ nhìn Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn có thể đủ nhìn ra, Long Ngạo Thiên trên người tản ra đột phá gợn sóng, vừa rồi cần phải chính là Long Ngạo Thiên ở độ kiếp, mà Lăng Tiêu khí tức mặc dù coi như sâu không lường được, nhưng cũng có thánh uy tràn ngập, chắc cũng là một vị thánh nhân. Tu vi như thế cũng không có bị hắn để ở trong mắt, vì lẽ đó hắn trực tiếp liền nói ra mục đích của chính mình. Không sai, giao ra trong động phủ bảo vật, chúng ta có thể tha các ngươi rời đi nơi này. Kim Thiềm thánh nhân cũng là cười nhạt một tiếng nói. Khanh khách, tốt anh Tuấn tiểu ca ca a, hai vị tiểu ca ca, không bằng các ngươi đem trong động phủ bảo vật đều cho ta, ta đêm nay nhất định tốt đẹp bồi các ngươi, làm sao? Hắc Hồ thánh nhân cười khúc khích đạo, hướng về Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên quăng một cái mị nhãn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, đúng là Long Ngạo Thiên bởi vì Hắc Hồ thánh nhân náo một cái mặt đỏ ửng. Ba người các ngươi không muốn hơi quá đáng. Lăng Tiêu đạo hữu là bằng hữu của ta, các ngươi nếu là muốn bảo vật, tự chính mình đi phá trận, cưỡng đoạt có gì tài ba. Hắc Long thánh nhân cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp chắn Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mặt. Hắc Long, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ bằng hai người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn đối phó chúng ta ba đại yêu thánh sao? Thức thời tự mau kêu đi ra, nếu không thì để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền Xà thánh nhân ánh mắt chìm xuống, lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói ra. Chết không có chỗ chôn, đánh đánh giết giết không tốt lắm, không bằng như vậy đi, như là các ngươi đều quỳ xuống, nhận thức ta vị này biểu đệ làm chủ, thành vì là nô bộc của hắn, ta tự không đánh chết các ngươi, làm sao? Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào ba đại yêu thánh trên người, cười nhạt một cái nói. Chỉ là, Lăng Tiêu nụ cười ở ba đại yêu thánh xem ra chính là vô hạn hung hăng. Ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn chết. Huyền Xà thánh nhân trong con ngươi sát cơ lóe lên, nháy mắt quanh thân thánh uy tràn ngập,
trong miệng trực tiếp bay ra một đạo màu đen thần quang, ở trong hư không tăng vọt, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, lăng không hướng về Lăng Tiêu chém rơi xuống. Chương 2514, Long Huyền Oai. Cái kia một đạo màu đen kiếm quang, chính là Huyền Xà Thánh Nhân ngưng luyện bản mệnh Huyền Xà kiếm quang, một kiếm lấy ra, có thể phá khai hư không, chém chết nguyên thần, ác liệt vô cùng, coi như là thánh nhân đều rất khó ngăn cản. Huyền Xà Thánh Nhân cũng là một cái tàn nhẫn quả quyết người, vừa ra tay chính là mạnh nhất Huyền Xà kiếm quang, nghĩ muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết, phòng ngừa Lăng Tiêu cùng Hắc Long Thánh Nhân liên hợp lại cùng nhau. Lăng Tiêu đạo hữu, cẩn thận, đó là Huyền Xà kiếm quang, trực tiếp nhằm vào nguyên thần. Hắc Long Thánh Nhân vội vã kinh hô một tiếng nói, nhất thời nhún người mà đến, đấm ra một quyền, cương mãnh vô cùng quyền ấn bộc phát ra, như một đạo to lớn núi cao, nghĩ muốn đến đây trợ giúp Lăng Tiêu. Hắc Long, ta tới chơi với ngươi chơi. Kim Thiềm Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, phía sau nóng rực thần quang bốc lên, dĩ nhiên trong phút chốc hóa thành một đạo kim sắc thôn vệ vòng xoáy, bỗng nhiên hướng về Hắc Long Thánh Nhân nuốt đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Xà kiếm quang sao? Có chút ý nghĩa, Lăng Tiêu sắc mặt hờ hững bình tĩnh, từng bước một hướng về Huyền Xà Thánh Nhân đi tới, phảng phất chút nào đều không có ra tay ngăn cản ý tứ. Con, Huyền Xà kiếm quang ác liệt vô cùng, nghĩ muốn trực tiếp xuyên thủng Lăng Tiêu mi tâm, đem nguyên thần của hắn chém chết, thế nhưng ở chạm tới Lăng Tiêu mi tâm phía sau, dĩ nhiên giống như là chém vào kim trên đá, nháy mắt ánh sáng óng ánh lóa mắt, trực tiếp ầm ầm phá nát ra. Cái gì? Huyền Xà Thánh Nhân trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, hắn bản mệnh Huyền Xà kiếm quang thậm chí ngay cả Lăng Tiêu da rẻ cũng không có cách nào xuyên thủng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là một vị chuyên môn luyện thể thánh nhân sao? Thực lực của ngươi quá kém. Lăng Tiêu thanh âm ở Huyền Xà Thánh Nhân vang lên bên tai, không biết lúc nào, hắn đã xuất hiện ở Huyền Xà Thánh Nhân trước mặt. Chết đi cho ta, Huyền Xà Thánh Nhân chấn động trong lòng, cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ từ Lăng Tiêu trên người lan ra. Nhất thời liền biết trước mắt người này mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn. Ầm ầm, Huyền Xà Thánh Nhân quanh thân nóng rực yêu ánh sáng bốc lên, hắn bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, bỗng nhiên một chưởng hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Ầm, Lăng Tiêu bắt được Huyền Xà Thánh cánh tay của người, lăng không chém một cái, nhất thời trong hư không huyết quang tràn ngập, Huyền Xà Thánh cánh tay của người trực tiếp bị hắn chưởng đao cho chặt đứt. Huyền Xà Thánh Nhân trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm, nhất thời liền muốn phản kháng. Nhưng trong nháy mắt phát hiện mi tâm của hắn trước có một đạo bén nhọn chỉ mang đưa hắn khóa chặt lên, hắn nháy mắt như rơi băng uyên, cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng, phảng phất chỉ cần hắn chút nào dị động, trong nháy mắt sẽ bị Lăng Tiêu chém giết. Không nên cử động, bằng không ta tự trực tiếp giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng bàn tay nóng rực thần quang dâng lên ra, trong phút chốc hóa thành một luồng cường đại phong ấn lực lượng, đem Huyền Xà Thánh Nhân tu vi toàn bộ phong ấn lên. Ngươi dĩ nhiên là một vị đại thánh. Huyền Xà Thánh Nhân trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên có đại thánh tu vi, hơn nữa hắn ở Lăng Tiêu tay hạ, dĩ nhiên giống như là hài đồng giống như vậy, không có phản kháng chút nào lực lượng. Ầm ầm, mặt khác một bên, Hắc Long Thánh Nhân cương mãnh vô cùng quyền ấn, dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia một đạo vòng xoáy màu vàng óng cắn nuốt mất rồi. Ầm ầm ầm, sáng chói vòng xoáy bốc lên, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới thần bí, dĩ nhiên nháy mắt ở trong hư không tăng vọt ra. Hướng về Hắc Long Thánh Nhân rơi xuống. Cút đi, Hắc Long Thánh Nhân quát lạnh một tiếng đạo, quanh thân mình mông thánh uy bốc lên, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, phía sau hắn có đao màu đen ánh sáng nổi lên, trong phút chốc hóa thành một thanh phá diệt thiên địa to lớn đao quang, hướng về Kim Thiềm Thánh Nhân chém tới. Oanh, Kim Thiềm Thánh Nhân bỗng nhiên mở ra miệng lớn, giống như là muốn thôn thiên thực nhật giống như vậy, kinh khủng lực cắn nuốt bạo phát, nghĩ muốn đem Hắc Long Thánh Nhân cái kia một đạo đao quang trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là hắn thôn thiên thực nhật đại thần thông, có thể thôn phệ tất cả, vô cùng khủng bố. Thế nhưng làm Kim Thiềm Thánh Nhân dư quang thấy được Huyền Xà Thánh Nhân thời điểm, nhất thời cả người chấn động, lộ ra khó tin vẻ mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới, này mới thời gian mấy hơi thở, Lăng Tiêu dĩ nhiên liền đem Huyền Xà Thánh Nhân cho bắt. Ngươi tại sao có thể là đại thánh tu vi? Kim Thiềm Thánh Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm xa xa Lăng Tiêu nói. Ầm ầm, Hắc Long Thánh Nhân bùng nổ to lớn đao quang. Nháy mắt tự phá tan rồi Kim Thiềm Thánh Nhân thôn thiên thực nhật đại thần thông, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mà Lăng Tiêu thân hình lóe lên, tự xuất hiện ở Kim Thiềm Thánh Nhân phía sau, sau đó lòng bàn tay chống đỡ ở hắn to lớn phía bên trên đầu, thản nhiên nói, ngươi là nghĩ chết hay là nghĩ sống? Ta, nghĩ sống, Kim Thiềm Thánh Nhân cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra, liền vội vàng nói. Oanh, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun trào khỏi nóng rực thần quang. Tương tự là đem Kim Thiềm Thánh Nhân tu vi cũng phong ấn lên.
Đại thánh, đáng chết, tiểu tử, người tới đây cho ta đi. Hắc Hồ thánh nhân nguyên bản khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng giờ khắc này nháy mắt biến sắc, sau đó nghĩ cũng không nghĩ, trong con người sát ý bốc lên, trực tiếp lăng không hướng về Long Ngạo Thiên chộp tới. Long Ngạo Thiên chỉ có tứ chuyển bán thánh tu vi, ở Hắc Hồ thánh nhân xem ra căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, hơn nữa Long Ngạo Thiên xem ra cùng Lăng Tiêu quan hệ không giống như vậy, nếu như có thể nắm lấy Long Ngạo Thiên, có lẽ có thể để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ đồ. Người đây là coi ta là quả hồng nhũn, đến đến, người Long Ngạo Thiên đại gia vừa vặn nghĩ phải thử một chút Long Uyên cổ kiếm uy lực. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Ầm ầm, quanh người hắn nóng rực thần quang bốc lên, Long uy bộc phát ra, sáng chói cửu sắc thần hà phun ra, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh tản ra hỗn độn màu sắc đoạn kiếm, đón Hắc Hồ thánh nhân không tránh không né, lăng không hướng về Hắc Hồ thánh nhân chém tới. Muốn chết, Hắc Hồ thánh nhân trong con ngươi hàn mang lóe lên, nàng không nghĩ tới Long Ngạo Thiên lại dám hướng về nàng ra tay, nhất thời quanh thân thánh uy bốc lên, biến trưởng thành chảo, chảo mang ác liệt vô cùng, nghĩ muốn trực tiếp trọng thương Long Ngạo Thiên, cho hắn một bài học. Nếu là bị Hắc Hồ thánh nhân chộp chúng, e sợ Long Ngạo Thiên trên người nháy mắt liền muốn xuất hiện 5 cái hố máu. Ngang, Long Uyên cổ kiếm bị Long Ngạo Thiên thôi thúc phía sau, trong phút chốc phóng ra nóng rực hào quang, phảng phất là một vị viễn cổ cự long thức tỉnh rồi giống như vậy. Long uy mênh mông, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang hướng về Hắc Hồ thánh nhân chém tới, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng cực đạo đế uy. Đây là cực đạo đế binh. Trong tay ngươi làm sao có khả năng sẽ có cực đạo đế binh? Hắc Hồ thánh nhân nhọn kêu một tiếng đạo, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên trong tay Long Uyên cổ kiếm dĩ nhiên sẽ là cực đạo đế binh, nháy mắt tự làm cho nàng cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Oanh, Hắc Hồ thánh nhân nghĩ cũng không nghĩ, ở trong chớp mắt kích phát rồi toàn bộ tu vi cùng sức mạnh, liền sức mạnh huyết thống cũng bắt đầu cháy rừng rực, cả người cứng rắn na di đi ra. Phốc, huyết quang ở trong hư không tỏa sáng. Hắc Hồ thánh nhân nửa một bên thân thể kể cả một cánh tay, trực tiếp bị Long Uyên cổ kiếm bổ ra, sau đó nháy mắt ở trong hư không hóa thành cho bụi. Chương 2515, yêu thánh nhận chủ. Này Long Uyên cổ kiếm dĩ nhiên mạnh như vậy, Long Ngạo Thiên cũng là trợn to hai mắt, bị này uy thế của một kiếm giật mình, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Tuy rằng hắn tự tin trong tay có Long Uyên cổ kiếm, mới có thể cùng Hắc Hồ thánh nhân một trận chiến, nhưng cũng không nghĩ tới này Long Uyên cổ kiếm dĩ nhiên cường hãn như vậy. Một kiếm rơi xuống, thiếu chút nữa thì đem Hắc Hồ thánh nhân chém thành hai nửa. Hắc Hồ thánh nhân xem ra vô cùng thê thảm, một cánh tay kể cả non nửa một bên thân thể đều là hôi phi yên diệt lên, tuy rằng hắn thân là thánh nhân, có thể điều động sức mạnh đất trời, có cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực lượng, quanh thân huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh lại lần nữa sinh dài ra một cánh tay, nhưng nàng vẫn là tổn hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên, sắc mặt đều có chút tái nhợt lên. Vèo, mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Hồ thánh nhân trước mặt, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, nhưng cũng cho Hắc Hồ thánh nhân cực kỳ áp lực thật lớn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chịu thua, Hắc Hồ thánh nhân cười khổ một tiếng nói. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên có đại thánh tu vi, hơn nữa sức chiến đấu kinh khủng như thế, trong khoảnh khắc tự phong ấn huyền xà thánh nhân Hắc Kim Thiềm thánh nhân. Thậm chí tự liền xem ra như quả hồng nhũn Long Ngạo Thiên, trong tay thậm chí có không trọn vẹn cực đạo đế binh. Hắc Hồ thánh nhân nháy mắt tự mất đi bất kỳ chiến ý, dứt khoát nhận thua. Lăng Tiêu đạo hữu, quá mạnh mẽ, Hắc Long thánh nhân trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Lăng Tiêu tu vi, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên là một vị đại thánh, hắn cũng vui mừng trực giác của chính mình lại một lần đúng rồi, không có vừa lên đến tự thể hiện ra ác ý, bằng không hắn bây giờ kết cục e sợ so với Hắc Hồ thánh nhân còn thê thảm hơn. Hắc Long thánh nhân trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia kính nể. Đối với yêu tộc tới nói, cường giả vi tôn câu nói này có lẽ càng thêm chân thực, Lăng Tiêu dùng thực lực thắng được bốn đại yêu thánh kính nể. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất là giao ra một tia bản mệnh nguyên thần, nhận thức ta vị này biểu đệ Long Ngạo Thiên làm chủ, thứ hai chính là thần hồn câu diệt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn trước mắt huyền xà thánh nhân, kim thiềm thánh nhân cùng Hắc Hồ thánh nhân nói ra. Ba đại yêu thánh đô là lạnh cả tim, Lăng Tiêu thanh âm tuy rằng hết sức bình thản, nhưng là bọn hắn nhưng nghe được trong lời nói sát ý. Nếu như bọn họ thật sự dám phản kháng, Lăng Tiêu thật sự sẽ giết bọn họ. Đại nhân, chúng ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân, hắn chỉ là một vị bán thánh. Huyền xà thánh nhân trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, cắn răng nói ra. Ta không cần các ngươi đám rác rưởi này, nghĩ muốn làm nô bộc của ta, ít nhất cũng phải là thánh vương. Như không phải là các ngươi còn có chút tác dụng, ta sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy.
có thể nhận thức Long Ngạo Thiên làm chủ, cũng là vinh hạnh của các ngươi, hiện tại nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Lăng Tiêu cực kỳ lạnh lùng nói ra, Thánh Vương mới có thể làm nô bộc của ngươi. Nghe được Lăng Tiêu phía sau, Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân tuy rằng không dám phản bác, nhưng trong lòng oán thầm không ngớt, cho rằng Lăng Tiêu thái quá nâng lớn. Nhưng bọn họ cũng biết, hiện tại chỉ sợ là không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh. Ta đồng ý nhận thức Long Ngạo Thiên Đại Nhân làm chủ. Huyền Xà Thánh Nhân cắn răng một cái, gật đầu một cái nói. Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân từ chối một hạ, cuối cùng đối với còn sống khát vọng vẫn là áp đảo tất cả, đều là gật đầu đồng ý hạ xuống. Vù, bọn họ đều là giao ra một đạo bản mệnh nguyên thần, bị Long Ngạo Thiên luyện hóa, từ đây phía sau sự sống chết của bọn họ tự nắm ở Long Ngạo Thiên trong tay. Các ngươi không nên không phục, biểu ca ta nói không sai, dưới tay hắn nô bộc chí ít cũng là Thánh Vương. Mà ta Long Ngạo Thiên, tương lai Long tộc Long quân, có thể đi theo ta, cũng là phúc khí của các ngươi cùng tạo hóa. Long Ngạo Thiên tuy rằng trong lòng hồi hộp, dĩ nhiên một hồi nhiều ba tôn thánh nhân cảnh nô bộc, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là cười ngạo nghễ nói. Ba đại yêu thánh tâm bên trong không cho là đúng, nhưng Long Ngạo Thiên đi qua thiên ngục giới, tự nhiên biết Lăng Tiêu nói đều là thật, Lăng Tiêu tay hạ Thánh Vương nô bộc, đây chính là có mười mấy vị, nếu như để này ba đại yêu thánh đến rồi thiên ngục giới, chỉ sợ sẽ bị sợ gần chết. Tương lai Long tộc Long quân, ba đại yêu thánh là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Ngươi chẳng lẽ nắm giữ tổ long huyết mạch? Hắc Long Thánh Nhân cả người chấn động, cực kỳ kích động nói. Muốn trở thành Long tộc Long quân, nhất định muốn nắm giữ tổ long huyết mạch, Long Ngạo Thiên nếu dám nói thế với, hơn nữa Lăng Tiêu xem ra cũng là ngầm cho phép, này thuyết minh Long Ngạo Thiên trên người nắm giữ tổ long huyết mạch. Phải biết, bây giờ toàn bộ Long tộc ngoại trừ đương đại Long quân ở ngoài, cũng chỉ có ba vị tổ long huyết mạch kẻ nắm giữ. Không sai, Hắc Long đạo hữu, Ngạo Thiên xác thực nắm giữ tổ long huyết mạch, ta lần này dẫn hắn tiến về phía trước Long tộc, tự là muốn để hắn đi cạnh tranh đời tiếp theo Long quân vị trí. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, cạnh tranh đời tiếp theo Long quân, còn nói gì tới dễ dàng a? Hắc Long Thánh Nhân cười khổ một tiếng nói, coi như là Long Ngạo Thiên nắm giữ tổ long huyết mạch, nhưng Long Ngạo Thiên từ nhỏ cũng không phải ở Long tộc tổ địa to lớn, Long tộc những lão quái vật kia, lại làm sao có khả năng để Long Ngạo Thiên trở thành đời tiếp theo Long quân. Nếu như trong Long tộc không có tổ long huyết mạch kẻ nắm giữ, có lẽ Long Ngạo Thiên còn có như vậy một tia cơ hội, nhưng bây giờ có thể nói là cơ hội xa vời. Hiện tại Hắc Long Thánh Nhân cực kỳ hối hận đáp ứng ban đầu mang Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tiến về phía trước Long tộc tổ địa, đây không phải là đi chịu chết sao? Cái kia ba vị tổ long huyết mạch kẻ nắm giữ, e sợ sẽ rất tình nguyện diệt trừ Long Ngạo Thiên. Nhưng hiện tại Hắc Long Thánh Nhân lại không dám trực tiếp từ chối Lăng Tiêu, chỉ có thể cười khổ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ba đại yêu thánh cùng Hắc Long Thánh Nhân cũng giống như nhau ý nghĩ, Long tộc hiện tại tuy rằng xu thế yếu, nhưng ngàn tỷ năm tích lũy để ở nơi đó, gốc gác cực kỳ thâm hậu, Long quân vị trí, như thế nào chỉ là một vị đại thánh có thể quyết định. E là cho dù là Thánh Vương cũng quyết định không được. Hắc Long đạo hữu, đây là ta đáp ứng cho ngươi Long Châu, đón lấy tự làm phiền ngươi mang chúng ta tiến về phía trước Long tộc tổ địa. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, trong tay xuất hiện một viên sáu sắc Long Châu, cong ngón tay khẽ búng, nhất thời hướng về Hắc Long Thánh Nhân bay đi. Sáu sắc Long Châu, đại diện cho sáu trảo thần long huyết mạch. Mà Hắc Long Thánh Nhân bây giờ chỉ là ba trảo thần long huyết mạch, nếu như có thể luyện hóa viên này Long Châu, rất có thể tiến hóa thành sáu trảo thần long, thậm chí tự liền tu vi cũng khó nói có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nếu như lúc trước, Hắc Long Thánh Nhân nhất định là vô cùng hưng phấn, nhưng giờ khắc này hưng phấn nhưng hoàn toàn bị lo lắng hòa tan, chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó đem sáu sắc Long Châu nhận lấy. Long tộc tổ địa, ở Đông Phương Mộc Vực Vạn Long Thánh Sơn, Lăng Tiêu nói. Đại nhân, chúng ta lên đường đi. Hắc Long Thánh Nhân quay về Lăng Tiêu cắn răng nói, nếu đồng ý, vậy cũng chỉ có thể tiến về phía trước Long tộc tổ địa, hy vọng Lăng Tiêu đến rồi Long tộc tổ địa có thể thu liễm một chút đi, nếu không thì xem như là Long Ngạo Thiên nắm giữ tổ long huyết mạch, e sợ cũng không bảo vệ được bọn họ. Tốt, chúng ta xuất phát, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Chương 2516, Vạn Long Thánh Sơn. Vạn Long Thánh Sơn, chính là Đông Phương Mộc Vực Long tộc tổ địa nơi. Đây là một mảnh cực kỳ kỳ lạ địa vực. Chu vi hơn triệu dặm nơi, có hơn vạn ngọn núi phong, mỗi một ngọn núi đều là đất thiêng nảy sinh hiền tài, ẩn chứa đại địa long khí, lẫn nhau đan xen vào nhau, tự tạo thành một đạo siêu cấp long mạch. Vạn Long Thánh Sơn giữa lưng vô tận biển rộng, đối mặt mênh mông yêu giới đại lục, chính là đông chảy vào biển nơi, cũng là Thái Dương sơ thăng vị trí, được gọi là toàn bộ yêu giới long mạch nơi. Trong truyền thuyết, năm đó Thái Cổ Tổ Long tọa hóa ở nơi này,
tạo thành mảnh này mênh mông vạn long thánh sơn, trở thành long tộc tổ địa. Tuy rằng bây giờ long tộc sự suy thoái, không còn nữa năm đó xưng bá yêu giới, quân lâm chư thiên cường thịnh, nhưng long tộc ngàn tỷ năm tích lũy cùng gốc gác để ở nơi đó, vẫn là yêu giới năm đại thánh tộc một trong, dễ dàng không dám có người đến trêu chọc. Làm Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo bốn đại yêu thánh đi tới vạn long thánh sơn thời điểm, cũng là vì trước mắt long tộc tổ địa khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là long tộc tổ địa sao? Quả nhiên là được yêu giới khí vận, chính là vạn long hướng tông gió nước, chính là vô thượng động thiên phúc địa. Lăng Tiêu sợ thở dài một cái nói. Trước mắt vạn long thánh sơn phảng phất bịt kín một tầng màu sắc sặc sỡ ánh sáng, từng tòa ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, mỗi một ngọn núi đều tản ra sáng chói hào quang, có mênh mông long mạch sông lên tận trời, ở trong hư không hội tụ thành một mảnh màu vàng vân hải. Ngọn núi bên trong, có yêu thú mạnh mẽ bầy chạy trốn, linh viên, tiên hạc, con nai chờ linh thú tùy ý có thể thấy được, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, trăm năm thậm chí là ngàn năm thần dược đều là tùy ý có thể thấy được. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vạn long thánh sơn ẩn chứa cực kỳ cường đại long tộc khí vận, thậm chí tạo thành minh mông long uy, tản ra bá đạo, uy nghiêm, cổ lão mà khí tức thần bí gợn sóng, ở đây loại long uy trước mặt, coi như là có ngoại địch xâm lấn, e sợ cũng sẽ bị long uy áp chế hơn phân nửa sức mạnh. Có thể nói, vạn long thánh sơn đã coi như là tự thành pháp tắc, cùng yêu giới mơ hồ ngăn cách ra. Vạn long thánh sơn chính là long tộc tổ địa, này chu vi 1 triệu dặm bị bày ra một tòa vạn long triều tông đại trận, bị long tộc các thời kỳ tổ tiên gia cố, chính là một tòa không sứt mẻ đế trận, nếu như toàn lực mở ra, coi như là thánh vương cũng là nháy mắt biến thành cho bụi, đế quân đều rất khó ngăn cản. Hắc long thánh nhân trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Tuy rằng hắn bởi vì đắc tội rồi long tộc thái thượng trưởng lão, không thể không ly khai long tộc đi đất man hoang tránh nạn, nhưng hắn trong xương vẫn là có long tộc kiêu ngạo. Toàn bộ yêu giới ngàn tỷ năm qua, hiện ra bao nhiêu thế lực mạnh mẽ. Từng xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu. Nhưng chỉ có năm đại thánh tộc vĩnh viễn sừng sững ở yêu giới đại địa bên trên, trở thành yêu giới trường thịnh không suy bá chủ. Vạn long triều tông đại trận sao? Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, phảng phất có trắng đen thần quang lấp lóe. Ở trước mắt của hắn thiên địa đều tựa như trở nên có chút không giống, từng đạo pháp tắc đường nét đan dệt, phù văn thần bí lấy một loại kỳ dị vận luật sắp xếp. Mà Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, vạn long thánh sơn này hơn vạn ngọn núi phong, chính là hơn vạn cái to lớn long mạch, như một vạn cái to lớn thần long, lẫn nhau lấy một loại trạng thái kỳ dị dung hợp, tạo thành một tòa siêu cấp đại trận, lờ mờ có cường đại đế uy tản mát ra. Không hổ là long tộc, lại vẫn có như vậy hoàn chỉnh không sứt mẻ vô thượng đế trận. Lăng Tiêu trong lòng kinh thán không thôi, đây chính là ta long tộc gốc gác sao, nếu là ta Long Ngạo Thiên trở thành long tộc long quân, thống lĩnh thiên hạ long tộc, cái kia nên sẽ là hạng nào phong quang. Long Ngạo Thiên trong lòng cũng là hiện ra một luồng kiêu ngạo cùng tự hào, trong lòng càng kích động cùng mong đợi. Hả, Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, bỗng nhiên đã nhận ra phía trước có kịch chiến gợn sóng truyền đến. Dĩ nhiên ở long tộc tổ địa đại chiến, đi, chúng ta đến xem nhìn, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mọi người cũng đều là đã nhận ra phía trước một ngọn núi bên trong phát sinh đại chiến, đều là có chút ngạc nhiên rốt cuộc là ai lại dám ở long tộc tổ động thủ, đều là nháy mắt tung hoành hư không, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về xa xa bay đi. Phía trước, hai tòa cao vạn trượng ngọn núi trong đó, có một mảnh sơn cốc rộng rãi, bên trong thung lũng có mấy cây cổ thụ che trời, nở đầy kỳ hoa dị thảo, xem ra hết sức u tĩnh tường hòa. Nhưng giờ khắc này, lại có một cái thiếu niên mặc áo bào đen, bị vây ở một tòa đại trận bên trong, xung quanh có hai cái khuôn mặt uy nghiêm người trung niên, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, đều là ánh mắt lạnh lùng, đang thôi thúc đại trận kia. Ngao Phong, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lấy ngươi cửu chuyển bán thánh tu vi, căn bản không thể phá khai của chúng ta âm dương hóa long trận, mau chóng bó tay chịu trói, ngươi còn có thể thiếu ăn chút đau khổ. Trong đó một cái áo bào đen người trung niên lạnh giọng nói ra. Đại trận kia xem ra hết sức khủng bố. Hai màu trắng đen thần quang đan dệt, tạo thành một đen một trắng hai con thần long, hoàn mỹ tạo thành một đạo to lớn kết giới, đem cái kia tên là Ngao Phong áo bào đen thiếu niên khốn ở trong đó, hơn nữa kết giới còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Ngao Phong xem ra có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một vệt máu, nhưng thân thể nhưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cầm trong tay một thanh màu đen long thương, trong con ngươi tràn đầy kiêu căng khó thuần vẻ mặt. Long Dương, Long Âm, các ngươi này hai tên phản đồ. Các ngươi phản bội Long Quân, nghĩ muốn mưu hại tiểu công chúa, ta Ngao Phong cùng các ngươi không đội trời chung. Hôm nay coi như là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm lót lưng. Ngao Phong lạnh giọng nói ra, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng.
Vèo, trong tay hắn màu đen long thương ác liệt vô cùng, ẩn chứa cường đại thánh đạo khí tức, dĩ nhiên là một cái cường đại thượng phẩm thánh bảo, trong phút chốc hóa thành vô số đạo tàn ảnh, không ngừng hướng về chung quanh âm dương hóa long trận công kích, nghĩ muốn phá khai trận pháp kết giới. Ầm ầm ầm, âm dương hóa long trận kịch liệt run rẩy, cái kia hai người trung niên đều là không khỏi biến sắc mặt, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng. Hai người bọn họ đều là thánh nhân cảnh giới tu vi. Nhưng cái này Ngao Phong quá kinh khủng, mặc dù chỉ là cửu chuyển bán thánh tột cùng tu vi, nhưng sức chiến đấu vô cùng khủng bố, dĩ nhiên có thể so với một vị thánh nhân, hai người bọn họ đồng thời truy sát Ngao Phong, đều kém một chút để Ngao Phong cho trốn. Như không là bọn hắn cuối cùng dùng âm dương hóa long trận nhốt lại Ngao Phong, chỉ sợ Ngao Phong giờ khắc này đã thoát đi vạn long thánh sơn. Long quân bây giờ không rõ sống chết, long tiểu tiểu cái kia hoàng mao nha đầu, còn muốn cùng Ngao ngang công tử cạnh tranh long quân vị trí, nhất định chính là không tự lượng sức. Ngao Phong, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta đem ngươi chém giết tại chỗ. Long Dương cùng Long Âm đều là trong con ngươi sát cơ lóe lên, cười lạnh nói. Ầm ầm, bọn họ đồng thời thôi thúc quanh thân mênh mông thánh lực, cường đại thánh uy bộc phát ra, âm dương hóa long trận trong phút chốc bạo phát ra cực kỳ kinh khủng yên diệt chi lực, còn như bão táp một loại hướng về Ngao Phong trấn áp mà đến, nghĩ muốn đem Ngao Phong trực tiếp tiêu diệt. Vèo, 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 Ngao Phong trong tay màu đen long thương ánh sáng rừng rực, không ngừng lăng không mà đánh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở trong hư không dĩ nhiên tạo thành một cái màu đen thần long, nghĩ muốn chống đối âm dương hóa long trận yên diệt bão táp. Chương 2517, Long tộc hiện trạng. Nhưng hắn dù sao chỉ là cửu chuyển bán thánh tu vi, cũng không có cách nào như thánh nhân như vậy mượn sức mạnh đất trời, có thể cuồn cuộn không ngừng thu được sức mạnh, hắn đã trải qua luân phiên đại chiến, thời khắc này sức mạnh đã tiêu hao hơn nửa, sắp không chống đỡ được. Ngao Phong rơi vào hạ phong, rất nhanh trở nên hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh lên. Tiểu công chúa, Long tiểu tiểu, phát hiện đến kịch chiến gợn sóng chạy tới Lăng Tiêu, nguyên lai cũng không tính quản việc không đâu. Nhưng hắn nghe được phía dưới ba người này đối thoại nhắc tới Long Tiểu Tiểu, hơn nữa Long Tiểu Tiểu giờ khắc này thật giống gặp nguy hiểm, nhất thời tựu để Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cùng Long Tiểu Tiểu nói thế nào cũng coi là cố nhân, hơn nữa ở hỗn độn cổ địa bên trong Long Tiểu Tiểu cùng Long tộc trưởng lão không ít giúp hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi xem người khác thương tổn Long Tiểu Tiểu. Vèo, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang ác liệt vô cùng. Tản ra hào quang màu tím, cổ xưa thần bí, như đại đế cổ đại một chỉ, mênh mông cuồn cuộn từ trời rơi xuống, trực tiếp điểm vào âm dương hóa long trận bên trên. Răng rác, cái kia xem ra cực kỳ kiên cố cùng hoàn mỹ âm dương hóa long trận, dĩ nhiên giống như là bọt biển một loại ầm ầm một hồi nổ tung, hào quang óng ánh bộc phát ra, bão táp bao phủ tứ phương, để chung quanh mấy cây cổ thụ che trời đều là ầm ầm nổ tung ra, hai tòa thật to ngọn núi đều ở ầm ầm rung động. Ngao Phong nguyên bản cũng đã gần tuyệt vọng. Hắn thậm chí đều dự định trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, bùng nổ ra sức mạnh cấm kỵ, coi như là chết cũng muốn kéo lên này hai cái trưởng lão chôn cùng, nhưng không nghĩ tới âm dương hóa long trận lại bị người một đòn tự phá tan rồi. Hắn không có nghĩ nhiều như thế, nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng, từ âm dương hóa long trận bên trong sông ra ngoài. Cái gì người, dám quản ta long tộc sự tình? Long Dương cùng Long Âm hai vị trưởng lão đều là biến sắc mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trên hư không. Có thể một đòn chi hạ tự phá khai âm dương hóa long trận người, chí ít cũng là một vị thánh nhân, làm sao sẽ có thánh nhân đến giúp đỡ Ngao Phong. Long Dương cùng Long Âm thấy được trên hư không Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng bốn đại yêu thánh, nháy mắt sắc mặt đại biến lên. Long Ngạo Thiên chỉ có tứ chuyển bán thánh tu vi, cũng không có bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng Long Ngạo Thiên phía sau dĩ nhiên có bốn tôn yêu thánh, nhìn tu vi dĩ nhiên so với bọn họ mạnh hơn, chí ít đều đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao. Đặc biệt là Lăng Tiêu, bọn họ dĩ nhiên chút nào đều không cảm giác được Lăng Tiêu tu vi, phải biết vừa rồi chính là Lăng Tiêu một chỉ phá tan rồi âm dương hóa long trận. Các ngươi là ai? Long Dương cực kỳ cảnh giác nhìn Lăng Tiêu đám người nói. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu dĩ nhiên là chút nào đều không có muốn cùng bọn họ nói nhảm ý tứ, trực tiếp lăng không một trưởng hướng về hai người bọn họ đập xuống, to lớn trưởng ấn tản ra hào quang màu tím, che ngập bầu trời rơi xuống. Để Long Dương cùng Long Âm hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn. Bọn họ nghĩ cũng không nghĩ, nháy mắt tự điên cuồng thôi thúc quanh thân sức mạnh kinh khủng, lăng không hướng về Lăng Tiêu một trưởng kia tiến lên nghênh tiếp. Oanh, to lớn trưởng ấn từ trời rơi xuống, phảng phất không có bị đến bất kỳ trở ngại, Long Dương cùng Long Âm hai người phản kích, căn bản không có đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào ảnh hưởng, hai người bọn họ cảm thấy một luồng khó có thể địch nổi thần lực kéo tới, đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải suy sụp,
hai người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu phảng phất là trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở Long Dương cùng Long Âm trước mặt, đưa hai tay ra giữ lại cổ họng của bọn họ, đem hai người bọn họ nâng lên. Một cổ bá đạo mà sức mạnh cường hãn từ Lăng Tiêu trong tay xông vào Long Dương cùng Long Âm trong cơ thể, như bẻ cành khô giống như vậy, đem hai người bọn họ tu vi toàn bộ phong ấn, sau đó bị Lăng Tiêu trở thành chó chết giống như vậy, ném tới Ngao Phong trước mặt. Hắn là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngao Phong chấn động trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Long Dương cùng Long Âm đây chính là hai vị thánh nhân, không phải là cái gì chó và mèo, Ngao Phong đem hết toàn lực cũng không có cách nào chạy trốn hai người bọn họ truy sát. Nhưng Lăng Tiêu vừa xuất hiện, hầu như ở trong chốc lát, liền đem Long Dương cùng Long Âm bắt. Chẳng lẽ trước mắt cái này người sẽ là một vị đại thánh sao? Ngao Phong trong lòng lung tung suy đoán, nhưng vẫn là hướng về Lăng Tiêu cúi người hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối là người phương nào. Ngao Phong từ Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trên người, đều là đã nhận ra quen thuộc Long tộc khí tức, nhưng hắn vẫn lại xưa nay chưa từng nhìn thấy hai người kia, đặc biệt là cái kia bốn đại yêu thánh, để trong lòng hắn càng là vô cùng chấn động. Ngươi không dùng đồ nghĩ loạn nghĩ, chúng ta không phải Long tộc kẻ địch. Ta gọi Lăng Tiêu, chính là Long Tiểu Tiểu bằng hữu, vừa rồi ta nghe đến các ngươi ở nói Long Tiểu Tiểu sự tình, nàng hiện tại làm sao vậy? Lăng Tiêu nhìn Ngao Phong nhàn nhạt hỏi, tiểu công chúa bằng hữu, thì ra là vậy. Ngao Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức trong ánh mắt tự lộ ra một tia sầu lo nói, Lăng Tiêu tiền bối, tiểu công chúa tình huống bây giờ rất tồi tệ. Nàng đã bị Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão cho giam lòng. Bây giờ ta trong Long tộc loạn tượng đã sinh, Long quân không biết tung tích, bây giờ Long tộc Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão nắm quyền lớn, tiểu công chúa tình cảnh vô cùng gian nan. Long quân làm sao sẽ mất tích, còn có Long Tiểu Tiểu dĩ nhiên sẽ bị người cho nhốt. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng. Lăng Tiêu lúc trước ở Hỗn Độn Tổ Địa thời điểm, từng thấy Long tộc hai vị trưởng lão cùng Long Tiểu Tiểu, cũng biết Long tộc tình huống hôm nay, đương đại Long quân hùng tài đại lược, tu vi sớm tựu đã đạt đến Thánh Vương cảnh đỉnh cao. Lăng Tiêu suy đoán, Long quân tu vi chỉ sợ là ở Thánh Vương cấp độ thứ 4, Thiên Tôn cảnh giới. Như vậy nhân vật tuyệt thế, cự ly đế quân cảnh giới bất quá là cách xa một bước, làm sao sẽ mất tích? Không sai, Long quân mất tích, còn muốn từ mấy năm trước nói tới. Ngao Phong cười khổ một tiếng nói, đem Long tộc tình huống bây giờ cùng Lăng Tiêu giới thiệu một lần. Nguyên lai, ở mấy năm trước yêu giới bên trong truyền thuyết có Thái Cổ Tổ Long Bảo Tàng xuất hiện, đưa tới yêu giới bên trong vô số cường giả mơ ước, Long tộc tự nhiên cũng là nằm ở trong, đây chính là Thái Cổ Tổ Long Bảo Tàng, Long tộc đương nhiên cho rằng đó là thuộc về Long tộc bảo vật. Đương đại Long quân tự mình tiến về phía trước, nghĩ muốn đem Thái Cổ Tổ Long Bảo Tàng mang về Long tộc, nhưng là lúc đó ngoại trừ Long tộc ở ngoài, năm đại thánh tộc đều có cường giả tiến về phía trước, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đều muốn có được Thái Cổ Tổ Long Bảo Tàng. Thế nhưng ở mở ra bảo tàng thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, yêu giới bên trong dĩ nhiên có ma giới dư nghiệt ẩn núp, một vị vô thượng thánh vương cấp bậc ma giới dư nghiệt ra tay, thừa dịp đương đại Long quân mở ra Thái Cổ Tổ Long Bảo Tàng, hao phí lượng lớn tu vi tình huống hạ, bị thương nặng đương đại Long quân. Tuy rằng đương đại Long quân cuối cùng đánh chết vị này ma giới dư nghiệt, nhưng tự thân nhưng cũng mất tích, trong Long tộc bất luận người nào đều liên lạc không được hắn. Đương đại Long quân tự trận chiến đó phía sau, sẽ không biết tung tích, trong Long tộc lấy Ngao Cuồng cầm đầu âm mưu phần tử, tự bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chương 2518, tước đoạt huyết mạch. Long quân mất tích phía sau, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Cuồng độc tài quyền to, bắt đầu ở trong Long tộc bài trừ dị kỷ, bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, rất nhiều không phục tùng hắn Long tộc Trưởng Lão đều bị phong ấn tu vi, nhốt. Tự liền tiểu công chúa, đều bị Ngao Cuồng cái kia lão cẩu cho bí mật nhốt. Ngao Phong trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Ngao Cuồng là cảnh giới gì tu vi? Hắn chẳng lẽ là quy hoạch quan trọng mưu Long quân vị trí sao? Long Ngạo Thiên trong con ngươi tinh mang lóe lên tiếng hỏi. Ngao Cuồng ở trong Long tộc bối phận cực cao, có người nói chính là cùng đời trước Long quân Ngao Thánh là một cái bối phận nhân vật, tự liền Long quân đại nhân đều phải gọi hắn là thúc thúc. Tu vi của hắn có người nói sớm tựu đã đạt đến vô thượng thánh vương cảnh giới, cụ thể bây giờ là tu vi gì, ai cũng không rõ ràng. Ngao Cuồng hắn chỉ là bảy trảo thần long huyết mạch thôi, căn bản không có thể trở thành Long quân. Hắn làm tất cả những thứ này, cũng là vì cháu của hắn Ngao Ngang. Ngao Ngang là Long tộc bây giờ ba vị tổ long huyết mạch kẻ nắm giữ một trong, hắn nghĩ muốn để Ngao Ngang trở thành Long quân, chúa tể Long tộc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngao Phong cười lạnh một tiếng nói, vô thượng thánh vương cảnh giới sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, thánh vương cảnh ở vào thánh đạo đỉnh cao nhất,
tổng cộng có 4 tầng thứ, phổ thông thánh vương, đỉnh cao thánh vương, vô thượng thánh vương cùng thiên tôn. Mỗi một cấp độ sự chênh lệch đều là rất lớn, giống như là phổ thông thánh vương căn bản không phải đỉnh cao thánh vương đối thủ, đây là hướng về đế cảnh leo lên 4 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều có thể từ thiên đạo cái kia lấy được sức mạnh vô cùng to lớn. Thiên ngục giới cái kia thập đại thánh vương tuy rằng đều bị Lăng Tiêu thu phục, nhưng trong đó mạnh nhất phần thiên thánh vương cũng bất quá là đỉnh cao thánh vương thôi. Không nghĩ tới Long tộc cái này ngao cuồng thái thượng trưởng lão dĩ nhiên đã đạt đến vô thượng thánh vương, thậm chí có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt đều là có chút quái lạ, ngao cuồng thái thượng trưởng lão là cùng ngao thánh Long Quân đồng lứa nhân vật, cũng coi là đồ cổ, ngao thánh Long Quân trăm vạn năm trước cũng đã là thiên tôn cảnh giới tu vi, ngao cuồng coi như chỉ có 7 trảo thần long huyết mạch, thiên phú không bằng ngao thánh Long Quân, nhưng trải qua trăm vạn năm trước thời gian, cũng rất có thể đã đột phá đến rồi thiên tôn cảnh giới. Cái này cũng có chút khó giải quyết, Lăng Tiêu bây giờ chính là đại thánh cảnh giới tu vi, nếu như gặp phải vô thượng thánh vương có lẽ còn có lực đánh một trận, thế nhưng đối mặt thiên tôn hắn không có bất kỳ phần thắng. Ngày tôn sư người, có thể nói là đế cảnh dưới người mạnh nhất, chấp trưởng thiên đạo lực lượng, tung hoành chư thiên, có tuyệt thế lực lượng. Không trách ngao cuồng muốn giam cầm Long Tiểu Tiểu, nguyên lai hắn là muốn ngao cuồng kế thừa Long Quân vị trí sao. Nhưng Long tộc một vị khác tổ Long huyết mạch kẻ nắm giữ đây. Còn có muốn trở thành Long Quân, sẽ không có như vậy dễ dàng chứ? Lăng Tiêu nhìn Ngao Phong hỏi, một vị khác tổ Long huyết mạch kẻ nắm giữ tên là Ngao Khôn, hắn. Hắn đã chết, bị Ngao Cuồng rút gân lột ra, tước đoạt huyết mạch, dung nhập vào Ngao Ngang trong cơ thể. Luận bối phận, Ngao Khôn cũng là Ngao Cuồng con cháu thế hệ, chỉ là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, so với tiểu công chúa còn nhỏ hơn, tu vi chẳng qua là thần vương cảnh giới, ai có thể nghĩ tới hắn càng bị loại độc này tay. Ta lần này cũng là bởi vì phát hiện Ngao Khôn bị đoạt huyết mạch bí mật, cho nên mới phải gặp phải Ngao Cuồng nhất mạch người truy sát, như không phải gặp tiền bối, ta e sợ cũng đã chết. Ngao Phong trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc bi phẫn. Cái gì, Ngao Cuồng hắn lại dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Trong Long tộc tước đoạt huyết mạch, coi như là Long Quân làm xảy ra chuyện như vậy, cũng tất nhiên sẽ trở thành Long tộc công địch, bị đuổi giết đến chết. Long Ngạo Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Long tộc coi trọng nhất huyết mạch, nếu như có những người khác dám đoạt Long tộc huyết mạch, sẽ bị Long tộc coi là tử địch, nhất định sẽ đem hoàn toàn chém tận giết tuyệt, để cho suốt đời không được siêu sinh. Coi như là Long tộc người, dám tước đoạt đồng tộc huyết mạch, cũng là không thể tha thứ tội lớn. Đây là Long tộc thiết luật, coi như là Long Quân đều không dám làm chuyện như vậy, Ngao Cuồng dĩ nhiên phát điên đến đây. Ngao Phong có chút bất ngờ nhìn Long Ngạo Thiên một chút, hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên dĩ nhiên sẽ như vậy hiểu rõ Long tộc. Nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói, Long Quân mất tích, theo Ngao Cuồng, cháu của hắn Ngao Ngang chính là đời kế tiếp Long Quân, hắn lại có cái gì không dám làm đây. Bây giờ ở trong Long tộc hắn nắm đại quyền, tự liền tiểu công chúa hắn cũng dám giam cầm, đừng nói là tước đoạt Ngao Khôn huyết mạch, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Bây giờ, ai dám ngăn cản Ngao Ngang trở thành Long tộc Long Quân, ai chính là của hắn tử địch. Muốn trở thành Long Quân, tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhất định muốn đi tổ bên trong cái hang rồng thí luyện, có thể thu được tổ long khí vận gia trì, thu được tổ long ngọc tỷ thừa nhận, mới có thể trở thành Long tộc Long Quân. Nhưng hiện tại Ngao Khôn bị đoạt huyết mạch, tiểu công chúa bị hắn giam cầm, có thể tiến vào tổ bên trong cái hang rồng chỉ có Ngao Ngang một người, hắn trở thành Long Quân e sợ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến đây, Ngao Phong cũng có chút tuyệt vọng lên. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một luồng cường đại thần thức từ đằng xa mà đến, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, nhất thời phất ống tay áo một cái, liền đem Ngao Phong, Long Ngạo Thiên cùng 4 đại yêu thánh toàn bộ thu vào thiên uy như ngục bia bên trong. Thiên uy như ngục bia hóa thành một hạt bụi nhỏ, bay xuống ở núi đá trong đó, lặng yên không một tiếng động, phảng phất nơi đây căn bản không có bất kỳ người nào đã tới một dạng. Cái kia một luồng cường đại thần thức quét đảo qua vạn Long Thánh Sơn, đảo qua ngọn núi này, cuối cùng cái gì đều không có phát hiện. Từ từ tiêu tan tản ra. Thiên uy như ngục bia bên trong không gian, Lăng Tiêu trong con người thần mang lóe lên nói, mạnh mẽ như vậy thần thức, chí ít cũng là một vị vô thượng thánh vương, xem ra chính là ngươi nói cái vị kia Ngao Cuồng thái thượng trưởng lão đã bị kinh động. Ngao Cuồng cái kia lão cẩu, cũng thật là nghĩ muốn đem ta chém tận giết tuyệt a. Ngao Phong trong ánh mắt tràn đầy vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ngao Cuồng dĩ nhiên sẽ đích thân ra tay, như không phải Lăng Tiêu phản ứng nhanh. Chỉ sợ bọn họ đã bị Ngao Cuồng phát hiện. Ta cảm thấy được, chúng ta việc cấp bách là cứu ra Long Tiểu Tiểu, sau đó lại nghĩ cách ngăn cản Long Ngang trở thành Long Quân. Lăng Tiêu trầm ngâm chốc lát,
chậm rãi nói ra. Ngao Cuồng nếu liền Ngao Khôn tổ long huyết mạch cũng dám cướp đoạt, e sợ cũng sẽ không bỏ qua Long Tiểu Tiểu, Long Tiểu Tiểu tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Tiền bối nói không sai, Long Ngang bây giờ đang luyện hóa Ngao Khôn tổ long huyết mạch, chờ hắn luyện hóa xong thành phía sau, chắc chắn sẽ không buông tha tiểu công chúa. Mà chờ hắn tập hợp ba đại tổ long huyết mạch, đến thời điểm tiến vào tổ long động, trở thành long quân, tự không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Ngao Phong trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Vậy ngươi biết Long Tiểu Tiểu bị giam cầm ở nơi nào không? Lăng Tiêu hỏi, ta vẫn đang hỏi thăm, nhưng Thủy Chung không có đánh nghe được tiểu công chúa bị giam cầm ở đâu bên trong. Nhưng Long Dương cùng Long Âm này hai cái lão già, đều là Ngao Ngang tâm phúc, bọn họ chắc chắn biết tiểu công chúa bị giam cầm ở đâu bên trong. Ngao Phong một mặt sự thù hận nhìn chằm chằm bị phong ấn Long Dương cùng Long Âm hai người nói ra. Chương 2519, Long Tiểu Tiểu tâm tích. Hai người bọn họ, Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, cong ngón tay khẽ búng, hai đạo thần quang bắn vào mi tâm của bọn họ bên trên, để cho bọn họ từ trong hôn mê tỉnh lại. Các ngươi là ai? Dám quản ta Long tộc chuyện vô bổ. Ta khuyên các ngươi hãy nhanh lên một chút phóng chúng ta, bằng không ai cũng không cứu được các ngươi. Long Dương một mặt phẫn nộ cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói ra. Trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ Lăng Tiêu, hắn đường đường thánh nhân cảnh tu vi, dĩ nhiên ở Lăng Tiêu trong tay như hài đồng giống như vậy, trong khoảnh khắc tự bị phong ấn, Lăng Tiêu chí ít cũng là một vị đại thánh. Nhưng đây là ở Vạn Long Thánh Sơn, ở Long tộc tổ địa, hắn tự không tin Lăng Tiêu dám giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hiện tại hỏi các ngươi cái gì, các ngươi phải trả lời cái gì, hiểu chưa? Nếu không thì, các ngươi sẽ không có lần thứ hai trả lời cơ hội. Long Tiểu Tiểu hiện tại ở đâu bên trong? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Long Dương cùng Long Âm nói ra. Ta, không biết, Long Dương cùng Long Âm đều là miệng đồng thanh nói ra. Trong lòng bọn họ chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên là vì Long Tiểu Tiểu mà đến, chẳng lẽ Long Quân cái kia một mạch còn có cái gì ngoại viện hay sao? Các ngươi cũng thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Nếu không muốn nói, cái kia cũng không cần nói. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra. Oanh, Lăng Tiêu trong con ngươi màu trắng đen thần quang nháy mắt bắn ra, một luồng cổ xưa khí thế kinh khủng bộc phát ra, trong phút chốc tự xuyên thủng Long Dương cùng Long Âm nghi tâm, hướng về hai người bọn họ nguyên thần bay đi. Mênh mông lực cắn nuốt bộc phát ra, Long Dương cùng Long Âm đều là cả người run lên, cảm giác được nguyên thần dĩ nhiên căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, bị cái kia cỗ lực cắn nuốt lôi kéo, trực tiếp bay ra nguyên thần thức hải. Không muốn, Long Dương cùng Long Âm trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, giờ khắc này nghĩ muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng Lăng Tiêu căn bản là không có lý sẽ bọn họ, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, mênh mông thôn thiên thánh giới hiện ra sau lưng Lăng Tiêu, Long Dương cùng Long Âm nguyên thần không có phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp đã bị thôn thiên thánh giới cắn nuốt mất rồi. Hai nguyên thần của người ta ở thôn thiên thánh giới bên trong nguyên thần ký ức không có một chút nào che giấu xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Thôn thiên bí thuật đã bị Lăng Tiêu tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thôn thiên thánh giới không có gì không nuốt, Long Dương cùng Long Âm nguyên thần bị thôn thiên thánh giới thôn phệ, hết thảy tất cả đều bị Lăng Tiêu biết. Long Tiểu Tiểu lại bị giam cầm ở Đông Hải, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên. Long Dương cùng Long Âm quả nhiên biết Long Tiểu Tiểu bị giam cầm địa phương, Long Tiểu Tiểu bị giam cầm ở Đông Hải đáy biển một tòa thủy lao bên trong, tòa kia thủy lao không chỉ bố trí có cường đại cấm chế trận pháp, đồng thời có một vị thánh vương tọa trấn, thủ vệ nghiêm ngặt. Là Đông Hải trấn Long Nguyên, không trách ta vẫn không tìm được tiểu công chúa tâm tích. Lần này nguy rồi, Đông Hải trấn Long Nguyên chính là Long tộc kinh khủng nhất lao tù, nhốt bao năm qua xâm lấn hạ tội lớn Long tộc cường giả, yêu tộc đại năng, thậm chí còn có ma tộc ma thánh. Nơi đó có một tòa trận pháp vô cùng mạnh mẽ, coi như là thiên tôn tiến vào bên trong, cũng đừng muốn chạy trốn ra đến. Ngao Phong nghe được Lăng Tiêu phía sau, nhất thời cả người chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đông Hải trấn Long Uyên, cũng không ở Vạn Long Thánh Sơn, mà là ở vô tận biển khơi đáy biển, là Long tộc tổ tiên căn cứ đáy biển một tòa tự nhiên đại trận dựng thành lao tù, không biết nhốt bao nhiêu chí cường giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong đó trốn ra được. Hơn nữa còn có một cái tin tức xấu hơn. Long Tiểu Tiểu bị giam cầm ở trấn Long Uyên tầng thứ 9. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, trấn Long Uyên tổng cộng có 9 tầng, càng đi hạ càng khủng bố hơn, giam cầm cường giả tựu càng cường đại, vô số năm qua không biết có bao nhiêu chí cường giả chết ở trấn Long Uyên bên trong. Long tộc sở dĩ thành lập trấn Long Uyên, cũng không có giết chết những long tộc kia kẻ phản bội cùng kẻ địch, ngoại trừ là muốn để cho bọn họ nhận hết dằn vặt ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là trấn Long Uyên có thể thôn vệ trong đó những người đó tinh hoa sinh mệnh cùng mệnh cách,
chuyển hóa thành năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cung cấp cho Vạn Long Triều Tông đại trận. Không sai, Trấn Long Uyên bên trong trận pháp cũng là Vạn Long Triều Tông đại trận. Bất quá, Trấn Long Uyên bên trong Vạn Long Triều Tông đại trận cùng Vạn Long Thánh Sơn Vạn Long Triều Tông đại trận, tuy rằng đều là vô thượng đế trận, nhưng là tối sầm lại một minh, không bàn mà hợp ý nhau âm dương thiên đạo, làm cho Long tộc tổ địa vững như thành đồng vách sắt, một khi đại trận toàn bộ mở ra, coi như là đế quân cũng có thể trực tiếp tiêu diệt, đại đế cũng rất khó công phá đại trận. Trấn Long Uyên tầng thứ 9. Xong, lần này ngoại trừ Long quân trở về, bằng không chúng ta căn bản cứu không ra tiểu công chúa. Ngao Phong trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, hẳn có đại thánh cảnh tu vi, nhưng là muốn cứu Long Tiểu Tiểu, đừng nói là một vị đại thánh, coi như là một vị thánh vương e sợ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu biết Long Tiểu Tiểu bị giam cầm ở Trấn Long Uyên, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đi thử một lần. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, chính là, Ngao Phong, người cứu không đi ra Long Tiểu Tiểu, không đại biểu chúng ta cứu không đi ra. Biểu ca, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Trấn Long Uyên đến cùng là địa phương nào, bị Ngao Phong nói kinh khủng như thế. Long Ngạo Thiên cười ngạo nghễ nói, các ngươi là căn bản không biết Trấn Long Uyên là địa phương nào. Ngao Phong cười khổ một tiếng nói, thử một lần đi, có lẽ còn có cơ hội. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói. Nếu như Trấn Long Uyên thật sự có vô thượng đế trận, nghĩ muốn từ trong đó cứu ra Long Tiểu Tiểu xác thực khó như lên trời, nhưng Long Ngạo Thiên trước nhưng là chiếm được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, tu luyện Hỗn Độn Tổ Long Kinh, trong tay càng có Long Uyên kiếm, có lẽ có cơ hội lẫn vào đến Trấn Long Uyên bên trong cũng bất nhất định. Vèo, thiên uy như ngục bia biến thành hạt bụi nhỏ, như một đạo lưu quang, lặng yên không tiếng động rời đi Vạn Long Thánh Sơn, hướng về Đông Hải Trấn Long Uyên vị trí mà đi. Lăng Tiêu đem Ngao Phong cùng bốn đại yêu thánh đô lưu tại thiên uy như ngục bia bên trong, hắn chuẩn bị cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau đi tới Trấn Long Uyên bên trong đi cứu ra Long Tiểu Tiểu. Vạn Long Thánh Sơn, chính giữa nhất một tòa long hình núi cao, tản ra mênh mông long uy, sáng chói hào quang tỏa sáng, đâu đâu cũng có dây leo già bảo dược cùng các loại kỳ hoa dị thảo. Một tòa cổ xưa cung điện tọa lạc ở trên đỉnh ngọn núi bên trên, lại có thể liên tiếp chư thiên tinh thần, mênh mông tinh thần lực còn như thác nước một loại rơi xuống, đem tòa cung điện kia chiếu sáng như thiên đế hành cung. Bên trong cung điện, một người mặc màu đen long bào, thân hình cao lớn ông lão chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi hắn cực kỳ uy nghiêm, trong con người phảng phất có chư thiên tinh thần tiêu tan cảnh tượng, xem ra vô cùng thần bí. Dĩ nhiên có người cứu Ngao Phong, còn ở lão phu mí mắt ngọn nguồn hạ bắt đi Long Dương cùng Long Âm hai người sao? Ta ngược lại muốn xem, là ai như thế không biết lợi hại, dám cùng lão phu đối đầu. Thân mặc màu đen long bào ông lão, chính là Long tộc Thái Thượng trưởng lão Ngao Cuồng, cũng là bây giờ Long tộc thực tế người trưởng khống. Hắn vừa rồi tâm huyết dâng trào, cảm giác được Long Dương cùng Long Âm hai người thật giống như là xảy ra vấn đề rồi, lấy thần niệm siêu tầm thiên địa, bao trùm Vạn Long Thánh Sơn chu vi 1 triệu dặm nơi, nhưng lại đột nhiên phát hiện Long Dương cùng Long Âm từ hắn thần niệm trong cảm giác biến mất rồi. Có thể giấu giếm được hắn thần niệm cảm giác, e sợ xuất thủ người kia chí ít cũng là một vị thánh vương. Ngao Cuồng trong ánh mắt có một tia âm tình bất định vẻ mặt, chẳng lẽ còn có người nào nấp trong bóng tối sao? Nhất định muốn mau chóng mở ra tổ long động, chờ Ngao Ngang luyện hóa tổ long huyết mạch, ngay lập tức sẽ mở ra tổ long động. Ngao Cuồng làm ra quyết định,